Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 41. Cảm nhận được sát ý cuồn cuộn trên người Lôi Hạo, thần sắc Bàn Tử vô cùng ngưng trọng. Từ lúc thức tỉnh chiến tộc huyết mạch đến nay, hắn lần đầu tiên cảm nhận được áp lực dạng này. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân có lẽ thực sự đã khinh thường người trong thiên hạ. Nếu là đổi lại là một người khác, đoán chừng đến khí thế Lôi Hạo còn không tiếp nhận được, nhưng mà Bàn Tử lại là người lĩnh ngộ ý chí chiến đấu. Hắn nắm giữ chiến tộc huyết mạch, gặp mạnh đấu mạnh, thẳng tiến không lùi. Trong từ điển nhân sinh của chiến tộc, cho tới bây giờ không có hai chữ sợ hãi, bọn hắn vốn là người trời sinh ra để chiến đấu. Lôi Hạo muốn xuất thủ rồi, hôm nay thể nào cũng có thêm một vong hồn chết dưới tay hắn. Đám người hít sâu một hơi nhìn Lôi Hạo phía xa, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Thánh Thành Bát Tuấn, đại biểu là 8 người thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất vô song Thánh Thành, tương tự cũng là 8 người mạnh nhất Nam Vực, Bàn Tử sao có thể là đối thủ của hắn. Bọn hắn thấy, Bàn Tử chỉ có cúi đầu cầu xin, mới có cơ hội giữ lại mạng sống. Nhị ca, sắc mặt Quan Tiểu Thất âm trầm, hét lớn. Hắn vừa chuẩn bị tiến lên, liền bị Bàn Tử ngăn lại, đây là cuộc chiến giữa ta và hắn, ai cũng không được nhúng tay, bằng không đừng trách ta trở mặt. Oanh, một tiếng nổ vang, chiến thiên kích oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Mặt đất bỗng nhiên run rẩy một cái, tựa như một nện vào một dãy núi quỷ, đám người xung quanh lo lắng co rúm lại một cái. Hồn binh này, sắp về ta rồi. Ánh mắt Lôi Hạo sáng lên, với nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra chiến thiên kích này bất phàm. Để lại một câu nói, thân hình Lôi Hạo lóe lên, một cước đi ra, trong nháy mắt đi tới trước người Bàn Tử. Nghịch loạn ngũ thức đệ nhất thức, Đoạn Sơn Hà. Bàn Tử khóe miệng dương lên, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thân thể lăng không xoay chuyển lên, hai tay nắm chiến thiên kích, trong chớp nhoáng, khí thế Bàn Tử nhảy lên tới cực điểm. Vô tận chiến ý bộc phát như là hồng thủy vỡ đê, chiến thiên kích lấy thế nhanh như chớp nổi giận chém ra, một kích bá đạo mang theo uy thế cuồn cuộn từ bổ xuống. Trời đất giận dữ hét gào không thôi, một đạo kích quang trên trăm trượng xông ra. Áo bào Bàn Tử lay động, thân thể tràn ngập lực lượng bạo tạc, có thể thấy một kích này uy lực thế nào. Lôi Hạo nào nghĩ đến Bàn Tử vậy mà nắm giữ lực lượng bạo phát dạng này, trong một kích kia không chỉ ẩn chứa thiên lôi ý chí, còn có cả chiến ý vô tận, hơn nữa đồng thời đem hai loại ý chí này hòa làm một thể hoàn mỹ. Thời khắc vội vàng, đỉnh đầu hắn đột nhiên tách ra một vòng kim sắc quang luân đường kính lớn đến 3-4 trượng, vòng ánh sáng cấp tốc xoay tròn. Một cỗ khí tức sắc bén tuyệt thế xé nát tất cả. Gần như đồng thời, trong tay hắn cũng xuất hiện một bánh xe kim sắc, xung quanh bánh xe hiện lên hình răng cưa, hàn mang xuyên suốt, sắc bén lạ thường. Cửu phẩm chiến hồn Hạo Nhật Kim Luân, đám người thấy thế liền hít một hơi lạnh, kinh hô không thôi. Trước đó bọn hắn thấy qua Bàn Tử thi triển cửu phẩm chiến hồn Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu, bây giờ lại thấy cửu phẩm chiến hồn Hạo Nhật Kim Luân của Lôi Hạo. Điều này khiến bọn hắn làm sao bình tĩnh. Rất nhiều người thầm than thật đáng tiếc, nếu như Bàn Tử có thể đột phá chiến đế, đây có lẽ sẽ là một trận ác chiến. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Hạo Nhật Kim Luân chiến hồn cùng hồn binh Kim Luân trong tay Lôi Hạo dung hợp vào một thể, thân thể không lùi mà tiến tới, lăng không vạch một đường, chạm về kích quang to lớn kia. Bàn Tử thấy thế, không chút do dự thi triển Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu lần nữa. Hòa làm một thể cùng bản thân, uy thế lần nữa gia tăng gấp bội. Oanh long long, hai thanh niên cường giả tuyệt thế đâm vào cùng một chỗ, tất cả những thứ này phát sinh trong nháy mắt. Trời đất rung động, hồn lực phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng, mặt đất cát đá tung bay, đám người đồng loạt lui về sau, bọn hắn đã không nhìn thấy rõ những thứ bên trong nữa. Các ngươi đoán người nào thắng, còn phải nghĩ sao, nhất định là Lôi Hạo, đùa gì chứ? Lôi Hạo là Thánh Thành Bát Tuấn, những người cùng cấp trừ 7 người khác trong Thánh Thành Bát Tuấn ra, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Huống chi, Bàn Tử kia có vẻ như chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Ai nói không phải đâu, Bàn Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người đều không coi trọng Nam Cung Tiêu Tiêu Bàn Tử, bọn hắn thấy, Bàn Tử giao phong cùng Lôi Hạo, chỉ là tự nhận cái chết mà thôi. Thỉnh thoảng tiếng va chạm, quát chói tai truyền ra. Đám người chỉ cảm giác được từng đợt khí lãng hung mãnh đang lăn lộn, căn bản không thấy được thân hình hai người. Nhanh, thật quá nhanh,
Bàn Tử cùng Lôi Hạo đều là thiên tài lĩnh ngộ lôi điện ý chí, tốc độ tất nhiên vượt xa người thường, huống chi trong những người này, còn không có mấy người đột phá đến chiến đế cảnh. Nơi xa trong một cái xó xỉnh không đáng chú ý, một lão giả hắc bào híp hai mắt nhìn phía xa, gương mặt khô gầy có chút ngưng trọng, chậm chạp nói, đại ly đế triều Nam Cung Tiêu Tiêu vậy mà mạnh như vậy, ta nên đi báo, hay là... Lão giả không phải ai khác, chính là Giang Trường Thanh trước đó chủ trì sơ tuyển Nam vực đại bỉ, giờ phút này trong lòng hắn vô cùng khó xử. Lúc sơ tuyển, Bàn Tử là thiên tài kiên trì được một canh giờ, nếu như để cấp cao chiến hồn điện biết, nhất định sẽ coi trọng vô cùng. Nhưng mà Giang Trường Thanh biết rõ, Bàn Tử có quan hệ với Tiêu Phàm, hắn đang hận không thể đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, thì làm sao có thể để mặc cho huynh đệ của Tiêu Phàm trưởng thành chứ? Ngoài Bàn Tử ra, còn có một quan tiểu thất, hắn thật là băn khoăn. Tên phết vật Lôi Thương Hải kia, uổng công ta hứa hẹn với hắn, chỉ cần giết Tiêu Phàm liền cho hắn một cửu phẩm hồn binh. Đáng tiếc, đến cái bóng Tiêu Phàm còn chưa thấy, bản thân thiếu chút nữa đã bị giết. Thần sắc Giang Trường Thanh vô cùng lạnh lùng. Nếu Tiêu Phàm biết, nhất định sẽ phẫn nộ không thôi, Giang Trường Thanh này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, vậy mà lợi dụng ân oán giữa hắn cùng với Lôi Thương Hải để giết hắn. Đương nhiên, với tính cách của Lôi Thương Hải, khẳng định cũng sẽ tìm Tiêu Phàm báo thù. Sở dĩ trước đó không chém giết Tiêu Phàm là bởi vì sợ phá hỏng phi độ chiến thuyền mà thôi. Hồi lâu, Giang Trường Thanh thở dài nói, thôi kệ, nếu như Lôi Hạo giết hắn, báo lên cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là một người chết, cấp cao cũng sẽ không vì một người chết mà gây phiền phức cho Lôi Hạo. Nếu như không giết chết được hắn, sau việc này cũng nhất định sẽ khiến cấp cao coi trọng, còn không bằng chủ động báo hắn cùng quan tiểu thất kia lên cấp trên, muốn hãm hại bọn hắn, còn rất nhiều cơ hội. Nghĩ vậy, Giang Trường Thanh bỗng biến mất tại chỗ, trận chiến này với hắn mà nói cũng không có quá nhiều giá trị, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này thì lại khác. Nơi xa, Bàn Tử cùng Lôi Hạo đang tiếp tục chiến đấu. Ai cũng không nghĩ đến, Bàn Tử lại có thể kiên trì trong tay Lôi Hạo lâu như vậy. Ầm ầm đột nhiên hai tiếng nổ vang. Hai thân ảnh gần như đồng thời bay ngược ra, đập ầm ầm trên mặt đất, bốc lên vô số bụi bặm. Lúc này, hai thân ảnh đi ta từ trong bụi bặm, toàn thân máu me đầm đìa. Đám người ai cũng trợn tròn hai mắt, không hề nghĩ đến kết cục thế này. Không phải đáng lẽ là Lôi Hạo hoàn toàn mạnh hơn Bàn Tử sao? Làm sao lại thành lưỡng bại câu thương? Đám người nhìn về phía Bàn Tử, ánh mắt đại biến, không còn tia xem thường nữa. Một tu sĩ chiến hoàng cảnh đỉnh phong có thể cùng Lôi Hạo chiến đấu không phân trên dưới, đủ để chứng minh hắn thật bất phàm. Ngươi giỏi đấy, con ngươi Lôi Hạo lạnh lẽo, nhìn chăm chú Bàn Tử nói, chỉ cần ngươi gia nhập Lôi gia ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tha cho ta không chết, ngươi Lôi gia đều tự cho là đúng như vậy à? Bàn Tử mặt coi thường nhìn Lôi Hạo. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo chớp lóe phóng ra từ trong hư không, xông thẳng phía sau lưng Bàn Tử. Tốc độ nhanh vô cùng. Toàn bộ tinh thần của Bàn Tử đều đặt trên người Lôi Hạo, nào nghĩ đến lúc này lại có người đánh lén. Thời khắc vội vàng, Bàn Tử hóa thân như tia sét hướng về một bên tránh đi, nhưng mà tốc độ chớp lóe kia nhanh hơn, Bàn Tử cơ hồ không thể trốn đi đâu được. Nhị ca cẩn thận, bên ngoài sân quan tiểu thất kêu lên sợ hãi, liệt nhật cung xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt kéo thành hình cung, một cây hồn lực chi tiễn bắn ra. Một tiễn này cơ hồ dùng hết toàn lực của quan tiểu thất, hắn không biết có thể cứu được Bàn Tử hay không, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hèn hạ, tu sĩ khác vây xem cũng xem thường nhìn chủ nhân của đạo tia chớp kia, không phải ai khác, chính là Lôi Thương Hải trước đó kém chút bị Bàn Tử giết. Chết đi, thanh âm điên cuồng gào thét vang lên tại hư không, chỉ thấy Lôi Thương Hải máu me khắp người cầm trong tay trường đao, đâm về sau tim Bàn Tử, còn cách chưa đến một trượng. Đối với chiến đế cảnh mà nói không đáng kể chút nào. Lôi Thương Hải cùng mọi người bốn phía tựa như đã tưởng tượng ra cảnh Bàn Tử bị một đao giết chết, trừ phi tu sĩ chiến đế hậu kỳ trở lên xuất thủ, bằng không Bàn Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Lôi Thương Hải đã cảm nhận được một đạo sát thế lăng lệ đang tới gần mình, nhưng hắn vẫn bất vi sở động. Bởi vì chỉ có giết chết Bàn Tử, hắn mới có thể lấy lại danh tiếng cho bản thân, mới được Lôi ra coi trọng. Oanh long long, đột nhiên, hư không bỗng nhiên run rẩy một cái, chỉ thấy chỗ Bàn Tử cùng Lôi Thương Hải, một ngón tay kim sắc to lớn xuất hiện từ trong hư vô.
Ngay sau đó một cỗ uy thế đáng sợ trấn áp xuống, hư không giống như đứng im, bộ mặt bàn tử cùng lôi thương hải vặn vẹo một hồi, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Trường đao trong tay lôi thương hải còn cách sau lưng bàn tử một tấc liền dừng lại, mặc cho hắn liều mạng thế nào, trường đao cũng không tiến thêm một chút. Rõ ràng chỉ là khoảng cách một tấc, lại giống như chỉ xích thiên nhai. Có người âm thầm muốn đánh giết bọn hắn, đám người cũng đều bị cự chỉ kim sắc kia chấn kinh, một ngón tay mà thôi, vậy mà đáng sợ như thế, cái này là chiến kỹ gì? Tù hồn chỉ thất truyền ngàn năm, Lôi Hạo nhìn cự chỉ kim sắc, con người mãnh liệt co vào. Hắn may mắn đọc qua giới thiệu liên quan tới tù hồn chỉ trên một bản thư tịch, cho nên liền nhận ngay ra. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, Lôi Hạo mới khiếp sợ như vậy. Tù hồn chỉ thất truyền ngàn năm vậy mà lại hiện ra trên thế gian, nếu như có được chiến kỹ này, thực lực bản thân sẽ mạnh hơn mấy phần. Đột nhiên, cự chỉ kim sắc chân áp xuống phía dưới. Một tiễn của quan tiểu thất trong nháy mắt vỡ nát, sắc mặt quan tiểu thất trong nháy mắt trắng bệch. Tiễn này của hắn vốn dĩ còn muốn giải cứu bàn tử, nhưng mà bây giờ lại thất bại. Bàn tử đồng thời cũng bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay, lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, nhưng lôi thương hải không có vận khí tốt như vậy. Cự chỉ kim sắc không chút do dự chấn xuống, chiến hồn trong cơ thể hắn căn bản không thể động đậy, giống như bị một tay nắm lấy, chỉ cần hơi dùng chút sức, liền có thể bóp nát. Đừng dê dê lôi thương hải thê lương gào thét. Nhưng mà cự chỉ kim sắc căn bản bất phi sở động, thanh âm hắn trong nháy mắt bị tiếng ầm ầm bao phủ. Ngay lúc đó, xương cốt trong cơ thể hắn nứt thành từng khúc, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị phá hỏng, cả người như một bãi bùn nhão ngã xuống mặt đất. Cự chỉ kim sắc oanh rơi vào mặt đất mãnh liệt rung động, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, vết nứt lít nhít tràn ra bốn phương tám hướng, cát đá bốn phía bay loạn xạ, bụi bặm răng đầy. Đây là đám người bị cảnh tượng trước mắt chấn áp đến trợn mắt há mồm, si ngốc nhìn qua nơi xa, không biết phát sinh chuyện gì. Nếu như có ai chân chính biết rõ một kích này khủng bố thế nào, cũng chỉ có bàn tử, hắn cách đó gần nhất, biết rõ một kích vừa rồi thật đáng sợ. Áp lực mênh mông kia ép hắn có chút không thở nổi, lại càng không cần phải nói những người khác. Một kích này, dù là cường giả chiến đế trung kỳ, đoán chừng cũng chỉ có thể hóa thành thịt nát. Lôi Thương Hải chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ chết ở chỗ này, hắn vốn là một trong tam đại cường giả thế hệ trẻ tuổi của Nam vực cửu đại đế triều đó. Hồng hộc, lại một thân ảnh lóe qua, chỉ thấy Lôi Hạo cầm trong tay kim luân lần nữa đánh tới hướng bàn tử, hắn thừa dịp bàn tử không sẵn sàng, muốn giết hắn để hắn trở tay không kịp. Bang, cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, trong nháy mắt ngăn trước người bàn tử. Đó là một thanh niên mặc áo đen. Cầm trong tay một chuôi trường kiếm đè vào trên kim luân, sát khí đáng sợ từ trên người hắn bộc phát, con người đen kịt lạnh lẽo, vô tình, mái tóc màu đen bay bay trong gió. Lão Tam, bàn tử nhìn thấy thân ảnh áo đen này, kích động kêu lên. Người tới ngoài Tiêu Phàm ra, còn có thể là ai? Dưới sự hướng dẫn của Vân Khê, Tiêu Phàm rất nhanh chạy về chiến hồn điện, vừa vặn nhìn thấy cảnh Lôi Thương Hải đánh lén bàn tử, lập tức sát khí bạo phát. Không chút do dự thi triển ra tù hồn chỉ. Tù hồn chỉ, đúng là một trong hai loại chiến kỹ trước đó hắn tuyển chọn từ trong tu la truyền thừa, một loại khác là thiên lý đằng quang thuật. Với thực lực bây giờ của hắn, thi triển ra bát phẩm chiến kỹ tù hồn chỉ, diệt sát Lôi Thương Hải tất nhiên có thể chiếm thượng phong. Thậm chí, Tiêu Phàm chưa bao giờ đem cái gọi là một trong tam đại cường giả để vào mắt, bằng không trước đó hắn cũng sẽ phải kiêng dè không chém giết Lôi Thương Lan. Có điều hắn không nghĩ tới, Lôi Thương Hải huynh trưởng Lôi Thương Lan vậy mà lúc này lại tìm mình báo thù. Tam ca, quan tiểu thất nơi xa nhìn thấy Tiêu Phàm, không còn chút e dè nào nữa, lách mình xuất hiện ở bên người bàn tử, nhìn bàn tử vết thương chồng chất hỏi, nhị ca, không sao chứ? Bàn tử nhe răng cười nhìn Lôi Hạo, lắc lắc đầu nói, hắn còn không sao thì ta có thể làm sao được chứ? Hô hô, lại có hai thân ảnh rơi xuống cách Tiêu Phàm không xa. Đám người bàn tử trong nháy mắt đề phòng nhìn xem người vừa tới. Tiêu Phàm nói, không sao, người phe mình. Người tới là Vân Khê cùng Vân Phán Nhi. Trong lòng Vân Khê vẫn cực kỳ không được bình tĩnh. Mặc dù hắn vì Vân Phán Nhi mà hứa hẹn thần phục Tiêu Phàm, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục. Dù là Tiêu Phàm trước đó độc chết mấy cường giả chiến đế cảnh,
hắn cũng chỉ coi Tiêu Phàm là thành một luyện dược sư lợi hại. Nhưng mà hiện tại, Vân Khê phát hiện bản thân đã sai, hơn nữa sai rất trầm trọng. Một người cách mấy trăm trượng có thể một trưởng đánh giết chiến đế thì sao có thể là cấp bậc bình thường. Áp áp của một trưởng kia, cũng hoàn toàn chấn vỡ niềm tự ái trong lòng Vân Khê, hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là vì thực lực của hắn mới xuất thủ cứu hắn, bởi vì cái này căn bản không cần thiết. Với thực lực Tiêu Phàm, căn bản không cần thiết lợi dụng hắn cái gì, cũng như Tiêu Phàm trước đó nói, sở dĩ Tiêu Phàm cứu Vân Khê hắn, là bởi vì Tiêu Phàm nhìn hắn thuận mắt, cũng chỉ có vậy mà thôi. Chẳng biết tại sao, trong lòng Vân Khê thấy vô cùng may mắn vì mình gặp được Tiêu Phàm, chẳng những cứu bản thân, hơn nữa hy vọng cuối cùng cứu muội muội Vân Phán Nhi của hắn cũng ký thác lên trên người Tiêu Phàm. Vân Khê, ngươi khôi phục thực lực, Lôi Hạo thân hình lóe lên, lui ra mấy trượng, nhìn Vân Khê, hơi cau mày một cái. May mắn thôi. Vân Khê cười nhạt một tiếng, dù đối mặt với Lôi Hạo, hắn cũng không mảy may e ngại, ngược lại rất bình tĩnh. Khôi phục lại sự tự tin trong quá khứ. Lôi Hạo thu hồi ánh mắt, thần sắc lạnh lẽo nhìn Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Một kẻ chỉ biết đánh lén, nhận không ra ai, không xứng được biết tên ta. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, nhìn chăm chú Lôi Hạo, từng bước một đi đến phía Lôi Hạo. Không xứng biết tên ngươi. Lôi Hạo cau mày một cái, hắn cũng là một kẻ ngang ngược càn rỡ, nhưng mà hôm nay lại nhìn thấy một kẻ còn cuồng vọng hơn mình. Điều này khiến hắn làm sao dễ chịu. Ngươi đã không nói, vậy cũng không tất phải biết, dù sao cũng chỉ là một người sắp chết mà thôi. Lôi Hạo lười nhác không muốn phí lời cùng Tiêu Phàm, một cỗ ý chí lực lượng đáng sợ từ trên người hắn điên cuồng phát ra, ép về hướng Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lôi Hạo thấy, một tiểu tử vừa tới Vô Song Thánh Thành, mạnh thì cũng có thể mạnh tới mức nào. Dù Tiêu Phàm một trưởng diệt sát Lôi Thương Hải, hắn cũng vẫn khinh thường, bởi vì hắn cũng có thể làm được như vậy. Lôi Thương Hải tại Cửu Đại Đế Triều xem như thiên tài, nhưng mà tại Vô Song Thánh Thành, cũng chỉ là trình độ trung thượng mà thôi. Thân làm Thánh Thành bát tuấn, thế hệ trẻ tuổi có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có 7 người, khiến hắn sợ hãi thì cũng không tới phiên một tiểu tử bên ngoài đến. Đối mặt cố ý chí kia, thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, bất vi sở động. Tràn ngập khinh thường. Không thèm để ta vào mắt sao? Một lúc nữa chờ khi ngươi chết, xem ngươi còn phách lối thế nào. Trong lòng Lôi Hạo cười lạnh nói, ý chí lực lượng hắn có ẩn chứa lôi điện ý chí cùng sát phạt ý chí, đến cả chiến đế trung kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt Lôi Hạo bỗng cứng đờ. Lúc ý chí lực lượng kia tới gần, Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi nâng tu la kiếm lên vung ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn, mắt thường hoàn toàn không thể bắt được. Kiếm khí đáng sợ bạo phát ra xé toạc không gian, ý chí lực lượng kia tựa như một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt bị xé nát. Lôi Hạo toàn thân chấn động, thân thể nhận một chút phản phệ, sắc mặt đỏ nhuận. Nói ngươi là một kẻ không nhận thứ gì, ngươi còn không tin. Ngươi lĩnh ngộ sát phạt ý chí có vẻ như cũng chỉ như vậy thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Lôi Hạo nói. Lời nói rất bình tĩnh, tựa như một người lớn đang bình phẩm một đứa trẻ. Tiêu Phàm lĩnh ngộ tu la ý chí, trước mặt tu la ý chí, sát phạt ý chí có được tính là gì, phải biết rằng, tu la ý chí vốn sinh ra để giết chóc. Nghe lời này, đám người cũng liền hiểu ra, Lôi Hạo có thi triển công kích linh hồn, trước mặt Tiêu Phàm cũng không chiếm được ưu thế. Thần sắc Lôi Hạo lấp lóe không yên, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn trước mặt tu sĩ đồng bậc lộ ra sự bất lực như thế. Đương nhiên, đây cũng chưa phải là toàn bộ thực lực của hắn, trừ phi liều mạng, bằng không hắn sẽ không bại lộ át chủ bài. Trong mắt Lôi Hạo, Tiêu Phàm cùng Bàn Tử cũng không xứng là kẻ địch chân chính của hắn, chỉ có đối mặt với 7 người khác trong Thánh Thành Bát Tuấn mới có tư cách khiến hắn thi triển toàn bộ thực lực. Hơn nữa, dù hắn toàn lực đối chiến với Tiêu Phàm cùng Bàn Tử, chiến thắng lại như thế nào? Theo người khác đây là lẽ đương nhiên, nhưng nếu thua thì sao, không phải chỉ mất mặt một mình Lôi Hạo hắn, còn mặt mặt cả toàn bộ Lôi ra. Cho nên Lôi Hạo không dám đánh cược, tiền đặt cược này không lớn không nhỏ, nhưng Lôi Hạo hắn sẽ không phải bên thắng. Lôi Hạo không biết là, Bàn Tử cùng Tiêu Phàm cũng chưa hề thi triển toàn bộ thực lực. Bàn Tử cùng Tiêu Phàm đều thức tỉnh huyết mạch lực lượng,
nếu như toàn lực ứng phó mà nói, hươu chết vào tay ai còn chưa biết. Tiểu tử, ta nhớ mặt ngươi, yên tâm, chỉ cần ngươi còn ở Vô Song Thánh Thành, ta luôn có thời gian đùa với ngươi. Lôi Hạo thần sắc vô cùng băng lãnh, thay đổi một bộ áo bào mới tinh, lưu lại một câu liền chuẩn bị rời đi. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lạnh như băng nhìn Lôi Hạo. Đám người nghe vậy, một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn còn tưởng là bản thân nghe lầm, tại sao lại nghe ra, lời này lẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ. Nếu như Lôi Hạo nói với Tiêu Phàm như vậy, bọn hắn tất nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là người nói như vậy, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hạo cũng sững sờ, một mặt suy ngẫm nhìn Tiêu Phàm, nói thế nào, ngươi đủ bản lĩnh giữ ta lại hay sao? Như ngươi muốn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cầm trong tay Tu La kiếm đi từng bước một tới hướng Lôi Hạo. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự dám động thủ cùng Lôi Hạo hay sao? Con người đám người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng run rẩy mãnh liệt, khắp nơi yên tĩnh im ắng. Tiêu Phàm, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Đúng lúc này, một tiếng gầm điên cuồng tiếng từ phía chân trời truyền đến. Người còn chưa đến, một cỗ khí thế cường đại đã quét sạch bốn phương tám hướng. Đám người ghé mắt nhìn lại, lại thấy tầm 10 bóng người từ đằng xa kích xạ tới, cầm đầu là một thanh niên áo bào trắng. Công Tôn Lôi, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất cau mày một cái, thoáng cái liền nhận ra, nhất là Bàn Tử, ký ức của hắn đối với Công Tôn Lôi vẫn còn mới mẻ. Lúc đầu nếu như không phải ba người gia tộc Công Tôn bức bách, Bàn Tử cũng sẽ không ân đoạn nghĩa tuyệt cùng phụ thân hắn Nam Cung Vũ. Công Tôn Lôi kinh ngạc quét toàn trường một cái, liếc mắt liền nhìn ra dấu vết đại chiến, lập tức tùy tiện cười to nói, Tiêu Phàm, người vẫn phách lối như vậy, dám phách lối trước mặt biểu ca ta, người đã biết mình đụng phải sắt thép rồi chứ. Bởi vì Lôi Hạo vừa rồi đã đổi một bộ áo bào mới tinh, cho nên căn bản nhìn không ra điều gì bất thường, ngược lại Bàn Tử vết thương chồng chất, hơn nữa hai bên lại ở vị trí thù địch. Theo Công Tôn Lôi, Bàn Tử sở dĩ thụ thương, nhất định là do Lôi Hạo gây ra, thật trùng khớp, đừng nói Công Tôn Lôi, dù là tu sĩ khác gia tộc Công Tôn chạy theo Công Tôn Lôi tới, trong lòng cũng nhất định cho rằng như vậy. Trước đó Tiêu Phàm và Vân Khê đắc tội với Công Tôn Lôi phái người truy sát liền bị Tiêu Phàm phản sát. Công Tôn Lôi vô cùng phẫn nộ, luôn tìm kiếm tung tích Tiêu Phàm. Muốn tìm được Tiêu Phàm tất nhiên không dễ. Nhưng đừng quên Tiêu Phàm bọn hắn mới vừa tới Vô Song Thánh Thành, ngoài Chiến Hồn Điện ra thì không còn chỗ nào khác. Cho nên Công Tôn Lôi liền đem mục tiêu đặt tại Chiến Hồn Điện. Chiến Hồn Điện ngoại điện này, đối với những người đến từ Thượng Trọng Thiên như bọn hắn, tất nhiên là thoải mái không có gì trở ngại. Cách từ hơn 10 dặm, hắn liền nghe được động tĩnh nơi đây, cho nên cấp tốc chạy đến. Vừa mới chạy tới nơi này, tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả với sự tình phát sinh trước đó. Nghe được lời Công Tôn Lôi nói, khóe miệng Lôi Hạo giật một cái. Nếu đổi lại là một người khác, Lôi Hạo tuyệt đối cho rằng người đó đang cố ý châm chọc hắn, hắn nhất định sẽ xuất một chưởng trực tiếp đánh ra. Nhưng mà người nói là Công Tôn Lôi, hắn liền không thể làm gì. Chưa nói Công Tôn Lôi thân làm dòng chính gia tộc Công Tôn, hắn còn là cháu trai Lôi gia, cũng có thể nói là một trong những cầu nối liên minh giữa gia tộc Công Tôn cùng Lôi gia. Dù là Lôi Hạo cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Đám người muốn cười mà không dám cười, sự tình trước đó bọn hắn đều biết rõ mồn một, Lôi Hạo căn bản không có ưu thế trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hờ hững nhìn Công Tôn Lôi, khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. À, Vân Khê, người cũng ở chỗ này. Công Tôn Lôi ánh mắt lại đảo qua Vân Khê, cười nói, nếu đều ở đây, cũng miễn cho ta phải đi tìm từng người, dám giết người của ta. Ngươi liền xác định phải chết. Thấy Công Tôn Lôi ốc còn không mang nổi mình ốc, đám người không còn gì để nói. Nhưng mà, Công Tôn Lôi hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí không thích hợp ở đây. Dù là bên cạnh có người nháy mắt với hắn, Công Tôn Lôi vẫn lơ đễnh, tiếp tục nói, biểu ca, không cần nể mặt ta làm gì, mặc dù ta rất muốn tự tay giết chết bọn hắn, nhưng mà bọn hắn chết ở trên tay ngươi thì cũng không khác gì. Lông mày Lôi Hạo nhíu lại. Hắn một khắc cũng không muốn lưu lại chỗ này, trong lòng cực kỳ khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết bọn hắn, vậy ta đây được xem là cái gì? Ngươi nói đủ chưa? Tiêu Phàm rốt cuộc chịu đựng không được, nhìn Công Tôn Lôi lạnh giọng nói. Về phần mười mấy tu sĩ Công Tôn Lôi mang đến,
Tiêu Phàm trực tiếp không thèm nhìn. Công Tôn Lôi nghe vậy, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ, vừa đi về phía Tiêu Phàm, vừa nói, thế nào, bây giờ ngươi sợ rồi, yên tâm, ta sẽ giết chết ngươi, băm cho chó. Ba, lời nói còn chưa dứt, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, không trung bắn ra một đạo huyết kiếm cùng mấy hàm răng, thân thể Công Tôn Lôi bay ngược ra. Ngay sau đó, thân thể Công Tôn Lôi hung hăng đập trên mặt đất, bốc lên vô số bụi bặm, còn có tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Ngươi chính là ăn đòn chưa đủ, Tiêu Phàm xoay xoay tay phải, thần sắc lạnh như băng nói. Công Tôn Lôi bay ngược ra, rất nhiều người một mặt mơ hồ, không biết phát sinh chuyện gì. Khi thấy động tác của Tiêu Phàm, rất nhiều người mới hồi phục lại tinh thần. Một bàn tay bất thình lình không chỉ đánh tất cả tu sĩ chung quanh, ngay cả Lôi Hạo cũng bị đánh suýt ngất xỉu, sắc mặt trầm xuống nhìn Tiêu Phàm. Đắc tội mình thì cũng thôi, lại còn dám ngay trước mặt nhiều người như vậy tát tai Công Tôn Lôi ta. Thực lực Công Tôn Lôi mặc dù không ra sao, nhưng thân phận hắn lại không đơn giản, hắn là thành quả thông gia giữa gia tộc Công Tôn cùng Lôi gia, các trưởng bối hai đại gia tộc đều vô cùng cưng chiều hắn. Một bàn tay này của ngươi đánh xuống, đoán chừng sẽ không xong với Công Tôn Lôi. A Tiêu Phàm, ngươi còn dám động thủ với ta? Thanh âm gầm thét từ trong bụi bặm truyền ra, phá vỡ yên tĩnh. Công Tôn Lôi giữ tợn ôm lấy mặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Khó trách Công Tôn Lôi nổi giận như thế, lần trước tại Ly Hỏa Đế Đô bị Tiêu Phàm tát một phát cũng liền thôi, dù sao bản thân ở lâu dài tại Vô Song Thánh Thành, không ai biết rõ chuyện ở Ly Hỏa Đế Đô. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm dám ngay trước mặt nhiều người Vô Song Thánh Thành như vậy cho hắn một cái tát, hắn về sau làm sao có thể nhìn mặt ai? Là ngươi ăn đòn còn chưa đủ, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, đáng tiếc nơi này là Vô Song Thánh Thành, nếu đổi lại là Ly Hỏa Đế Đô. Vậy lần này khả năng liền không chỉ là bị ăn một tát như vậy. Ngươi tự tìm cái chết, Công Tôn Lôi giận dữ, vung tay phải lên nói, giết hắn cho ta. Vừa dứt lời, 10 đạo thân ảnh sau lưng Công Tôn Lôi lách mình ra, đánh về Tiêu Phàm. Hô hô, chỉ một thoáng, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, Tiểu Minh, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Vân Khê tất cả đều xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, chuẩn bị tư thế xuất thủ đánh nhau. Trong đám người, còn có một thân ảnh váy trắng tịnh lệ xông ra, đó là một thiếu nữ che mặt, cũng xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Thiếu nữ không phải ai khác, chính là Long Vũ. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn không nghĩ tới Long Vũ vậy mà cũng không chút do dự đứng về phía hắn. Trong lúc nhất thời, phía Tiêu Phàm cũng có 9 người, so về số người cũng không thua thiệt, đương nhiên, nếu là luận thực lực, bên Tiêu Phàm tuyệt đối có thể nghiền ép bên Công Tôn Lôi. 10 người phía Công Tôn Lôi cảm nhận được khí thế phát ra trên người đám người cạnh Tiêu Phàm, liền vội vàng ngừng lại, có chút do dự. Còn ngây ra đó làm gì, giết bọn hắn. Công Tôn Lôi hoàn toàn nổi giận, bản thân dù sao cũng là người gia tộc Công Tôn, làm sao có thể bị một vài người từ bên ngoài đến chấn áp. Các ngươi đều lui ra phía sau, ánh mắt Tiêu Phàm đảo qua đám người sau lưng, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn đã chuẩn bị xuất thủ đánh một trận lớn. 10 người đối diện kia, mạnh nhất cũng chỉ là chiến đế trung kỳ, còn có 5 tu sĩ chiến hoàng cảnh, hắn tất nhiên không sợ. Một khi xuất thủ, nhất định là có người chết. Dù sao nếu đắc tội gia tộc Công Tôn, khiến gia tộc Công Tôn ghi hận bọn Bàn Tử, không bằng một mình hắn gánh chịu. Lão Tam, Bàn Tử sắc mặt trầm xuống, hắn tất nhiên tin tưởng thực lực Tiêu Phàm, nhưng hắn không muốn việc gì Tiêu Phàm cũng chống đỡ một mình. Qua mấy ngày này, hắn không cách nào giúp được Tiêu Phàm, ngược lại luôn liên lụy Tiêu Phàm. Với tư cách huynh đệ, trong lòng Bàn Tử vô cùng hổ thẹn. Lui ra sau, Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng, thái độ vô cùng kiên quyết, căn bản không cho bọn Bàn Tử cơ hội phản bác. Bàn Tử rất rõ tính cách của Tiêu Phàm là chuyện hắn đã quyết định, bình thường sẽ không thay đổi. Khẽ cắn môi, Bàn Tử vung tay lên, hít sâu một hơi nói, lui ra sau hết đi, nơi này giao cho Lão Tam. Quan Tiểu Thất phẫn hận không thôi, nhưng vẫn lui xuống dưới. Long Vũ, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Vân Khê cũng hít sâu một hơi, lui sang một bên. Giống, nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Kim đột nhiên gầm lên giận dữ, dẫn đầu nhào về phía 10 người kia. Ngay lúc đó, Tiểu Minh cũng cùng giết tới, hai thú đã quyết định sát cánh cùng Tiêu Phàm. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Tiêu Phàm kêu to,
muốn ngăn cản, nhưng mà hai thú đã xông vào trong 10 người kia, căn bản không có đường xoay sở. Nghiệt xúc, một nam tử trung niên áo bào đen trong 10 người kia gầm thét một tiếng, dẫn đầu giết ra, 9 người khác cũng đồng thời di chuyển, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, trong nháy mắt chôn vùi Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên tách ra sát ý đáng sợ, nhìn về phía Công Tôn Lôi, trong đôi mắt nở rộ ra lợi mang vô cùng sắc bén, giờ phút này, Tiêu Phàm đã động sát tâm. Đối thủ của ngươi là ta, Lôi Hạo thấy thế, cầm Kim Luân trong tay nhào về phía Tiêu Phàm. Hắn thấy, mặc dù thời gian ngắn giết không chết Tiêu Phàm, nhưng đủ để giữ chân hắn, kể từ đó, người của Công Tôn Lôi cũng đủ để diệt sát hai hồn thú kia. Đáng tiếc, hắn vẫn xem thường thực lực Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Sau một khắc, mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, huyết phụ tràn ngập hư không, mấy cỗ thi thể từ trong gió lốc hồn lực kia bay ra, hiển nhiên là đã chết. Đó là hồn thú gì, sao lại cường đại như thế? Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, luận hình thể, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cũng chỉ là hồn thú bình thường mà thôi. Nhưng mà hồn thú bình thường có thể miểu sát cường giả chiến hoàng tối đỉnh sao? Hiển nhiên không thể, từ hồn lực ba động nở rộ trên người Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, rất nhiều người liếc mắt liền nhìn ra tu vi bọn chúng, thất giai đỉnh phong. Hồn thú thất giai đỉnh phong, hình thể lại nhỏ như vậy, rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ bọn chúng là hồn thú nắm giữ bát giai, thậm chí cửu giai huyết mạch? Có người lên tiếng kinh hô, trừ số ít hồn thú bát giai huyết mạch đặc biệt, chỉ có cửu giai huyết mạch hồn thú mới có năng lực biến thân, cũng chỉ có cửu giai huyết mạch hồn thú tại thất giai đỉnh phong mới có thể chém giết tu sĩ chiến hoàng cảnh. Chẳng lẽ thực sự là huyết mạch cửu giai hồn thú? Ha ha, hai hồn thú này là của ta. Lôi Hạo tùy tiện cười to, nếu như chỉ toàn lực chém giết Tiêu Phàm, hắn sẽ không liều mạng làm gì. Nhưng mà nếu như toàn lực chém giết Tiêu Phàm, có thể bắt được hai hồn thú nắm giữ cửu giai huyết mạch, vậy lại hoàn toàn khác, cho dù thi triển toàn lực cũng không sao cả. Nhìn thấy đám người hoài nghi thân phận Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Tù hồn chỉ, một tiếng quát nhẹ, không gian run lên bần bật. Khí lãng quay cuồng, sức mạnh không gian khủng bố chèn ép hội tụ tới. Trên đỉnh đầu Lôi Hạo xuất hiện một ngón tay kim sắc to lớn. Hư không mãnh liệt run rẩy, như là sóng lớn vỗ bờ, sóng lớn ngập trời. Long tượng đại trưởng ấn, Lôi Hạo không dám khinh địch, gầm thét một tiếng, trưởng lực phảng phất khủng bố băng sơn liệt địa, nghênh không đánh tới, giữa ngón tay hắn lộ ra từng tia lôi điện chi quang. Oanh, thiên địa mãnh liệt run rẩy một cái. Chỉ thấy cự chỉ kim sắc kia cùng trưởng cương kim sắc lôi điện chính diện đâm vào cùng một chỗ, hồn lực ba động đáng sợ chấn động tứ phương. Lôi ra long tượng bàn nhược công, thật đáng sợ, nghe đồn, long tượng bàn nhược công ngưng tụ lực long tượng, cộng thêm người lôi ra trời sinh vốn có thể lĩnh ngộ lôi điện ý chí, người lôi ra xét về sức mạnh thân thể là số một trong bát đại thế gia. Đúng vậy, chính là bởi vì long tượng bàn nhược công, lôi ra mới có thể chiếm cứ địa vị bát đại thế gia. Có thể thấy nó cường đại cỡ nào. Đám người nhìn chằm chằm Lôi Hạo thi triển ra bàn tay to lớn kia, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, vẻn vẹn chỉ là sức mạnh thân thể liền đã vô địch trong cấp, lại cộng thêm lôi điện ý chí, một người từ bên ngoài đến sao có thể địch nổi. Khóe miệng Lôi Hạo cũng hiện ra nụ cười lạnh, nếu như trước đó không thấy Tiêu Phàm thi triển tù hồn chỉ, có lẽ sẽ còn đánh hắn trở tay không kịp, nhưng mà hiện tại, Lôi Hạo lại cực kỳ tự tin. Long tượng đại trưởng ấn là một trong những át chủ bài lớn của hắn. Nếu như chiêu này cũng không giết chết Tiêu Phàm, vậy liền thực phải liều mạng. Ngươi có phải cao hứng quá sớm hay không? Đột nhiên, một thanh âm âm u vang lên, nụ cười của Lôi Hạo trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ thấy một đạo kiếm mang sắc bén gào thét tới, chớp mắt liền đi tới trước mắt hắn. Kiếm mang tới rất nhanh, Lôi Hạo chỉ cảm thấy tâm thần mát lạnh. Thời khắc vội vàng, kim luân trong tay lăng không vung lên. Cửu phẩm chiến hồn hạo nhật kim luân lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Chỉ một thoáng, chỉ thấy từng đạo quang luân kim sắc gào thét ra, như là quang luân tuế nguyệt, nghiền ép tất cả, những nơi nó đi qua, đến hư không đều như bị cắt ra. Hạo nhật kim luân, một tiếng quát chói tai, Lôi Hạo cơ hồ giữ tợn che mặt lại, kim sắc quang luân trước người hắn càng lúc càng lớn, phun ra ánh sáng màu vàng óng, cực kỳ chói mắt, Tiêu Phàm ở trước mặt,
lộ ra thân hình cực kỳ nhỏ bé. Bang bang Tu La kiếm vung ra từng kiếm, cùng kim sắc quang luân kia đâm vào cùng một chỗ, đốm lửa bắn tứ tung, tiếng hét lớn cực kỳ chói tai, Tiêu Phàm lui lại mãi, cánh tay phải có chút phát run. Không thể không nói, một kích này của Lôi Hạo quả thực cực kỳ cường đại. Tiêu Phàm còn chưa bao giờ chịu thua thiệt trong tay tu sĩ đồng bậc. Lôi Hạo coi như là người đầu tiên. Thật sự cho rằng ta giết không được ngươi sao? Chỉ là không muốn bại lộ át chủ bài của ta mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm liên tục bại lui, Lôi Hạo trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nếu như không phải vì muốn có hai hồn thú cửu giai huyết mạch, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Lôi Hạo sẽ không liều mạng cùng Tiêu Phàm. Át chủ bài sở dĩ gọi là át chủ bài, chính là không thể bại lộ, một khi bại lộ, vậy liền sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở. Liền tựa như chiêu Hạo Nhật Kim Luân này, bất luận là tốc độ hay là độ sắc bén, đều cực kỳ cường đại, bát phẩm chiến kỹ bình thường không thể so sánh, dù là chiến đế hậu kỳ bình thường cũng phải nuốt hận. Đây chính là át chủ bài ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Có vẻ như cũng chỉ có thế thôi. Tiêu Phàm nghe được lời Lôi Hạo nói, không những không giận mà còn cười, trong nụ cười còn có một tia miệt thị. Vịt chết mạnh miệng, Lôi Hạo hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh như sét, giống như chớp lóe, mắt thường không thể nhìn thấy. Tốc độ thật nhanh, đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, tốc độ này, tuyệt đối không phải một tu sĩ chiến đế cảnh sơ kỳ có thể đạt tới, dù là chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong, có vẻ như cũng không hơn được tốc độ này. Lưu Quang đi rất nhanh, trở lại cũng rất nhanh, cơ hồ phát sinh trong nháy mắt, Lôi Hạo chỉ cảm thấy một đạo hàn mang tập trung vào ngực hắn. Lôi Hạo cũng không hổ là thánh thành bát tuấn, lực phản ứng cực nhanh, chân đạp bộ pháp thần bí tránh về một bên, chỉ là tốc độ vẫn chậm nửa nhịp, vai phải máu tươi bay vụt. Ngay lúc đó, oanh một tiếng, kim sắc quang luân kia đâm vào một dãy nhà, như bẻ một cành khô, cả tòa kiến trúc sụp đổ, một khe rãnh lớn lan tràn ra xa. Nhìn qua mà thấy giật mình. Mọi người không cách nào tưởng tượng, nếu như một người bị kim sắc quang luân kia xé rách thì sẽ thế nào, đoán chừng đến cặn bã cũng không còn sót lại. Lưu quang biến mất, một thân ảnh lộ ra, Tiêu Phàm một mặt hờ hững nhìn Lôi Hạo, đây chính là át chủ bài của ngươi. Còn là thánh thành bát tuấn, ngươi là kéo trình độ của thánh thành bát tuấn xuống à? Hạo Nhật Kim Luân tuy mạnh, nhưng Tiêu Phàm chỉ cần không trực tiếp đối kháng. Hạo Nhật Kim Luân căn bản không đả thương được hắn. Hắn học được thiên lý đằng quang thuật, trên phương diện tốc độ là số một. Cho dù ngươi công kích có mạnh hơn, đánh không trúng người ta, thì có ích lợi gì đây? Lôi Hạo nhìn qua vai phải, chậm rãi ngẩng đầu, như là một hung thú cuồng bạo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn là thánh thành bát tuấn, lại bị một tiểu tử nhà quê đến từ bên ngoài gây thương tích, khiến hắn làm sao tiếp nhận được. Liền tựa như một cường giả siêu cấp, chính diện giao phong bị một con giun dế cắn một cái, đổi lại là ai cũng không nhịn được. Đương nhiên, đây chỉ là Lôi Hạo quá đề cao bản thân, không biết đến chênh lệch. Trong mắt Tiêu Phàm, hắn còn chẳng bằng sâu kiến. Được, ngươi giỏi lắm. Lôi Hạo không những không giận mà còn cười, Hạo Nhật Kim Luân chiến hồn cùng hắn hòa làm một thể, hồn lực cuồn cuộn quay cuồng gào thét, Kim Luân trong tay hắn phóng ra quang mang hừng hực. Giống như một vòng mặt trời sáng chói. Giờ phút này, Lôi Hạo đã không suy nghĩ đến cái gì cửu giai huyết mạch hồn thú nữa, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, lấy lại uy danh cho bản thân. Tiêu Phàm cũng động sát tâm, hắn làm sao có thể cho Lôi Hạo cơ hội đây, u linh chiến hồn hiện lên ở ngoài cơ thể, Tiêu Phàm như là quỷ mị, trong nháy mắt dung nhập vào bầu trời đêm. Trong hư không, không khí như biến thành kiếm khí sắc bén, tàn phá bừa bãi bốn phía. Vô số kiếm khí đánh vào trên kim luân kia, đốm lửa bắn tứ tung. Lôi Hạo cùng chiến hồn Hạo Nhật Kim Luân hòa làm một thể, mặc cho vô tận kiếm khí kia xé rách, căn bản không mảy may động được vào hắn. Tu sĩ vây xem thấy cảnh này, bị dọa đến kinh hồn khiếp vía, thực lực dạng này, quá là đáng sợ. Khóe miệng Công Tôn Lôi giật một cái, hắn chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Phàm lại cường đại như thế, hoàn toàn có thể sánh ngang cùng thánh thành bát tuấn. Vừa nghĩ tới bản thân vậy mà một hai khiêu khích Tiêu Phàm, Công Tôn Lôi liền lạnh run. Vẫn may mình là người gia tộc Công Tôn, bằng không vừa rồi Tiêu Phàm liền không chỉ tát ta một cái.
chẳng lẽ ta sợ hắn? Không được, lão tử là đệ tử dòng chính gia tộc Công Tôn, từ nhỏ đến lớn có ai dám tát lão tử? Bất luận thế nào, Tiêu Phàm cũng phải chết. Công Tôn Lôi lộ vẻ dữ tợn, nhe răng trợn mắt. Nơi xa, trong lòng Vân Khê cũng cực kỳ rung động. Hắn phát hiện bản thân vẫn quá xem thường Tiêu Phàm, vốn cho là Tiêu Phàm cũng chỉ tương đương hắn, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể chiến không phân trên dưới với Lôi Hạo. Không phải, có vẻ như Lôi Hạo còn thua thiệt trong tay Tiêu Phàm chiếm thượng phong. Thần sắc đám bàn tử, Long Vũ lại bình tĩnh, bộ dáng thản nhiên. Từ lúc quen biết Tiêu Phàm đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy Tiêu Phàm bại. Trước kia không có, hiện tại cũng không có. Tiểu tử, người quả thực đủ mạnh, chỉ cần ngươi gia nhập ta Lôi gia, ta cam đoan sẽ xin trưởng lão gia tộc, đem hai hồn thú cửu giai huyết mạch này ban cho ngươi, thế nào? Lôi Hạo mặc cho kiếm khí tàn phá bừa bãi, cũng thản nhiên bất động. Thân thể dung nhập Hạo Nhật Kim Luân, khiến sức mạnh thân thể hắn đạt tới một trình độ kinh khủng. Ban cho ta, Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi. Lôi Hạo này thật đúng là tự đa tình, hắn còn thực sự coi là mình sẽ thắng. Đến Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hắn đều coi như của hắn, còn bảo trưởng lão Lôi ra ban cho Tiêu Phàm, nghe qua thật nhân từ, như ban thưởng cho Tiêu Phàm vậy. Thế nào, ta thấy người có thể suy nghĩ một chút, có thể tu luyện tới cảnh giới này, người cũng không dễ dàng. Lôi Hạo còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, liền chọc gậy bánh xe nói. Đúng vậy, tu luyện tới cấp độ này, người cũng không dễ dàng. Nếu ngươi quỳ xuống, ta cũng tha cho ngươi một mạng, thế nào? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Lôi Hạo nói. Ngươi đùa bỡn ta, Lôi Hạo giận tím mặt, lách mình đánh về phía Tiêu Phàm. Ngươi không phải cũng trêu chọc ta sao? Thực coi mình là cái gì cẩu thí thánh thành bát tuấn, bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất, thực coi mình là trung tâm thiên hạ. Nếu ta muốn ngươi sống, ngươi muốn chết cũng khó. Tiêu Phàm nhe răng cười, một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bá từ trên người hắn bộc phát ra. Ngoài cơ thể hắn hiện lên kim quang óng ánh, chính là quang mang bất diệt kim thân. Lúc thấy Lôi Hạo xuất hiện ở gần, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Phàm nhảy lên thật cao, thu hồi tu la kiếm, lực lượng toàn bộ hội tụ ở trên nắm đấm, một quyền cương to như tòa nhà giận bổ xuống, giống như một tảng lưu tinh từ trên trời cao đập xuống. Lưu tinh hám thiên, Tiêu Phàm gầm lên giận dữ, hồn lực ba động đáng sợ kinh thiên động địa, hư không gào thét, uy lực một quyền có thể kinh thiên địa. Dưới một quyền này, Hạo Nhật Kim Luân của Lôi Hạo liên tiếp bị phá vỡ, hóa thành hồn lực cuồn cuộn chấn động bốn phía. Ánh mắt Lôi Hạo lộ ra vẻ hoảng sợ, bộ mặt có chút vặn vẹo. Cố uy áp cuồng bá kia đến hắn cũng không tiếp nhận được, hai chân như nhũn ra, hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn, xương bánh chè Lôi Hạo vỡ ra, hai đầu gối trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Phù phù, Lôi Hạo hai đầu gối dập đầu trên đất, thanh âm không lớn, lại giống như một tiếng sấm vang vọng bên tai tất cả mọi người, đám người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là Lôi Hạo đó, ai có thể khiến hắn quỳ xuống trước mặt mọi người chứ, càng không cần phải nói là ép được hắn quỳ xuống. Nhưng mà hiện tại, lại thực sự có người khiến hắn quỳ xuống. Trước đó, phần lớn người đều coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết, ai mà nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể chiến thắng Lôi Hạo chứ. Giết một người dễ dàng, khiến một người chịu nhục lại rất khó. Huống chi người quỳ lại là Lôi Hạo, có thể thấy thực lực Tiêu Phàm đáng sợ. Hai mắt Lôi Hạo vằn vện tia máu, đỏ bừng lên, mặt dữ tợn nhìn Tiêu Phàm. Hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ có người khiến hắn phải quỳ xuống, đây quả thực là vết nhục cả đời này của hắn. Hắn run rẩy, muốn đứng dậy một lần nữa, nhưng mà lại có một cỗ áp lực thật lớn rơi trên người hắn, giống như cả một dãy núi, không mảy may rung chuyển được. Nếu ta muốn ngươi sống, ngươi muốn chết còn khó. Lời Tiêu Phàm vang vọng thật lâu trong đầu hắn. Lúc vừa mới nghe được câu này, Lôi Hạo khinh thường cỡ nào, đến hiện tại Lôi Hạo mới phát hiện, bản thân thực quá khinh thường Tiêu Phàm. Đám người trợn mắt há mồm nhìn màn này, trong lòng rung động kịch liệt. Cuối cùng con người tất cả mọi người tất cả đều rơi vào trên người thanh niên cao gầy mặc áo đen. Không thể nào, người làm sao có thể mạnh như vậy? Công Tôn Lôi bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc sợ hãi đến cực điểm, đầu lắc như trống. Thân ảnh không được cao lớn kia, ở trong mắt Công Tôn Lôi liền biến thành vô cùng cao lớn.
nhưng mà, Tiêu Phàm còn không thèm liếc hắn một cái. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm, 10 người Công Tôn Lôi mang đến, chỉ có tu sĩ chiến đế trung kỳ còn sống, những người khác toàn bộ bỏ mạng, bị Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nghiền sát. Lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm lúc này mới chuyển hướng đến Lôi Hạo quỳ trên mặt đất, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, cười lạnh nói, tha cho ta một mạng. Đem hai hồn thú cửu giai ban cho ta. Xem ra, thực lực ngươi không ra hồn, tát tay cũng không tệ. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng tu sĩ ở đây đều nghe được từng câu từng chữ. Tất cả mọi người câm như hến, đến thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn không cho rằng thực lực Lôi Hạo yếu, hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn Hạo Nhật Kim Luân, lĩnh ngộ hai loại ý chí, tu vi chiến đế cảnh sơ kỳ, tìm khắp thánh thành cũng không có mấy người có thể so sánh. Nếu như thực lực hắn còn không tốt, thế hệ trẻ tuổi của tòa thánh thành này có mấy người lọt vào mắt Tiêu Phàm đây? Có điều vừa nghĩ tới thực lực bá đạo của Tiêu Phàm, tu sĩ thánh thành quả thực một cái giấm cũng không dám thả, ngược lại là trong lòng tu sĩ cửu đại đế triều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thánh thành bát tuấn, Lôi gia thiếu chủ, những hào quang này, có vẻ như cũng không cứu được mạng ngươi. Thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Trong bàn tay đột nhiên xuất hiện ba cây kim châm. Chẳng lẽ hắn muốn giết Lôi Hạo sao? Đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đánh bại Lôi Hạo có lẽ không tính là gì, nhưng nếu như giết hắn, kết quả liền hoàn toàn không giống nhau. Lôi Hạo thế nhưng là người thừa kế gia chủ Lôi gia, hắn mà chết, Lôi gia khẳng định sẽ không bỏ qua. Dừng tay, đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng quát như sấm, nhìn lại theo tiếng kêu. Chỉ thấy một thanh niên tử bào đạp không mà tới. Thanh niên tử bào vác một chuôi trường kiếm, chung quanh âm thầm có kiếm khí lượn lờ, mặt như ngọc quan, phong thần như ngọc, vô cùng siêu phàm, nhưng lại cho người ta một loại khí chất vô cùng tà mị. Ngươi lại là cái thứ gì? Ba cây kim châm trong tay Tiêu Phàm dừng ở hư không, lạnh lùng nhìn thanh niên tử bào, lúc này, chỉ cần dám ngăn cản hắn, đều là kẻ địch của hắn. Đại Càn Đế triều Công Tôn kiếm. Thanh niên tử bào hơi hơi nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, các hạ muốn giết người, chúng ta không quản được, nhưng mà nếu ngươi giết Lôi Hạo, chúng ta cũng phải chịu xui xẻo. Các hạ thấy rõ tình thế nhất, biết rõ người bản thân muốn giết là ai. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn làm địch với cửu đại đế triều đi. Nghe vậy, Tiêu Phàm cau mày, Công Tôn kiếm này thật đúng là âm hiểm, một hai câu liền khiến mình đối lập với tu sĩ cửu đại đế triều. Quả nhiên. Vừa dứt lời, có không ít tu sĩ cách gần Tiêu Phàm không khỏi lui ra sau mấy bước, phân rõ ranh giới với Tiêu Phàm. Lôi Hạo thấy thế, buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Phàm không giết hắn, thì hắn có biện pháp làm lại từ đầu. Cút, nghênh đón Công Tôn kiếm, chỉ có một chữ của Tiêu Phàm, loại tiểu nhân âm hiểm này, Tiêu Phàm căn bản lười không muốn nói nhiều với hắn quá một chữ. Tiêu Phàm mặc dù chưa gặp qua Công Tôn kiếm, nhưng cũng đã được nghe nói tên hắn. Chính là một trong tam đại chuẩn đế cùng Lôi Thương Hải, chỉ là nhìn khí tức từ trên người Công Tôn kiếm, có vẻ như Công Tôn kiếm cũng không còn là chuẩn đế, mà là chiến đế chân chính. Thế nào, tại hạ hảo tâm nhắc nhở các hạ không tán đồng, không cảm kích thì cũng thôi, lại còn thẹn quá hóa giận sao? Công Tôn kiếm lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức trong lòng lại bổ sung một câu, chỉ cần đứng ở đỉnh cao đạo đức, dù ngươi mạnh hơn ta thì thế nào? Chẳng lẽ còn dám mạo hiểm đối đầu tu sĩ cửu đại đế triều để giết ta? Chỉ cần cứu được Lôi Hạo, ta liền có hy vọng rất lớn được gia tộc Công Tôn coi trọng, keo này không thua thiệt. Lôi Hạo phía sau có Lôi gia, không biết phía sau ngươi thì có cái gì? Khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, sau một khắc, ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt liền lạnh lẽo, toàn thân phóng thích ra sát phạt chi ý vô cùng vô tận. Công Tôn kiếm cảm giác toàn thân rét run. Lúc hắn lấy lại tinh thần, Lăng Thiên kiếm tức giận gào thét mà tới, tiếng xé gió vù vù truyền ra. Công Tôn kiếm nào nghĩ đến, Tiêu Phàm cũng dám xuất thủ với hắn. Điểm thương, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trong kiếm vũ đầy trời đột nhiên có một điểm sáng màu trắng thoáng hiện, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể Công Tôn kiếm. Công Tôn kiếm rút trường kiếm phía sau ra, chuẩn bị phản kháng. Chỉ là tốc độ của hắn so với Tiêu Phàm. Không chỉ chậm hơn một điểm nửa điểm, thực lực hắn cũng chỉ ngang với Lôi Thương Hải, đâu thể tránh được Tiêu Phàm công sát. Bang một tiếng, trường kiếm trong tay Công Tôn kiếm vỡ nát,
hắn vẫn duy trì động tác thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi dám giết ta, Công Tôn Kiếm vẻ mặt kinh khủng cùng không cam lòng nhìn Tiêu Phàm. Chết còn nói nhảm nhiều như vậy, Công Tôn Kiếm, thật đúng là đê tiện, đáng tiếc Tiêu Mỗ bình sinh đã ghét nhất tiện nhân. Một tiếng âm vang, Tu La Kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu. Lôi Hạo quả thực hắn không dám giết, nhưng mà Công Tôn Kiếm chỉ là tu sĩ đại càn đế triều mà thôi, giết cũng liền giết. Ai bảo hắn nói nhảm nhiều như vậy, uy hiếp Tiêu Phàm chưa nói, còn muốn lợi dụng vị thế Tiêu Phàm, thực coi là trò vặt này cao siêu lắm sao? Tiêu Phàm là ai, kiếp trước có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, âm mưu quỷ kế gì có thể nhìn không thấu, có điều cái thế giới này, âm mưu quỷ kế trước mặt thực lực tuyệt đối hiện ra quá rõ ràng mà thôi. Phốc, Tu La Kiếm vào vỏ, cùng lúc, trong thân thể Công Tôn Kiếm đột nhiên bay vụt ra vô tận kiếm khí, thân thể bị xé thành vô số mảnh vụn tràn ngập không trung. Công Tôn Kiếm đường đường là một trong tam đại cường giả thế hệ trẻ tuổi của cửu đại đế triều, lại bị Tiêu Phàm một kiếm miểu sát, đây là điều tất cả mọi người không ngờ tới. Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tóc đen dày tung bay trong gió, trên người không nhiễm một giọt máu đọng, bình tĩnh vô cùng, đâu còn giống bộ dáng sát khí trùng thiên trước đó. Có điều dù hắn thu liễm tất cả khí thế, cũng không một ai dám khiêu khích hắn nữa, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, đây là hình dung tốt nhất về Tiêu Phàm. Gia hỏa này, nhất định chính là sát thần dáng thế, giết người nhiều vậy mà không thèm nháy mắt một cái, còn ai dám khiêu khích uy thế của hắn đây? Nhìn thấy Công Tôn Kiếm bị giết, tâm Lôi Hạo mãnh liệt co rúm một cái, hắn phát hiện đã quá xem thường Tiêu Phàm, người này nhìn qua rất ngông cuồng nhưng tâm tư lại rất kín đáo. Nếu đổi lại một người khác, bị Công Tôn Kiếm uy hiếp như thế đoán chừng đã sớm chạy mất, nhưng Tiêu Phàm lại là trực tiếp một kiếm chém chết, căn bản lười nói nhảm. Lợi hại hơn nữa, âm mưu quỷ kế của kẻ vừa chết cũng đã không còn bất cứ tác dụng gì, điểm này Tiêu Phàm nhìn so với bọn hắn đều thấu triệt hơn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này theo Lôi Hạo thấy nhất định chính là nụ cười ma quỷ, chỉ thấy Tiêu Phàm búng ngón tay một cái. Ba đạo kim sắc lưu quang hướng về Lôi Hạo bay đi. Dừng tay, một tiếng quát như sấm từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó, hai đạo thân hình lấp lóe, một nam tử trung niên áo bào đen mang theo một thiếu nữ váy trắng đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không để ý tiếng gầm thét kia, ba kim châm toàn bộ chui vào trong ngực Lôi Hạo. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nam tử trung niên phẫn nộ quát. Trong mắt lóe lên một vẻ lạnh như băng. Tiêu Phàm tự nhiên nghe được, hơn nữa cũng nhận ra nam tử trung niên cùng thiếu nữ váy trắng. Nam tử trung niên là Công Tôn Võ, thiếu nữ váy trắng là hắn Công Tôn Oanh ban ngày gặp gỡ, tăng thêm Công Tôn Lôi, bọn hắn chính là ba người Tôn gia tộc lúc trước tiến về Ly Hỏa Đế Đô. Bởi vì bọn hắn, bàn tử là kém một chút liền chết tại Ly Hỏa Đế Đô, Tiêu Phàm làm sao có thể quên phần cừu hận này. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến vừa tới Vô Song Thánh Thành liền gặp phải bọn hắn. Coi như nghe được thì như thế nào, Tiêu Phàm cũng sẽ không buông tha Lôi Hạo. Chỉ có đem tính mệnh Lôi Hạo nắm trong tay mình, nhân tài Lôi gia sẽ không dễ dàng ứng phó hắn. Tỏa hồn châm là Tiêu Phàm lấy thủ pháp đặc biệt đánh vào, cho dù cửu phẩm luyện dược sư cũng không thể tùy tiện rút ra. Tỏa hồn châm chui vào thể nội Lôi Hạo trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác bản thân mất đi liên hệ với hồn hải, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi dám phế tu vi ta. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, phế tu vi, có thể so sánh giết một người còn muốn đáng hận hơn a, Tiêu Phàm vậy mà độc ác như thế. Phế tu vi ngươi, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, tất yếu kinh động lớn như vậy sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba cái kim châm rung động, trên người Lôi Hạo đột nhiên tỏa ra một cỗ hồn lực cường đại ba động, nơi nào còn có bộ dáng bị phế tu vi. Khí thế kia cùng trước đó đều cường đại hơn. Chỉ là trong nháy mắt, cỗ hồn lực ba động liền biến mất không thấy gì nữa, Lôi Hạo lại trở nên uể oải suy sụp, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đầu hồi tưởng lại câu nói Tiêu Phàm trước đó. Ta nếu muốn ngươi sống, ngươi muốn chết cũng không thể. Chẳng lẽ hắn thật có năng lực khiến bản thân sống không bằng chết? Nghĩ vậy, Lôi Hạo liền sợ hãi một hồi. Ngươi đã làm gì với ta? Lôi Hạo phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi,
bản thân đường đường là một trong thánh thành Bát Tuấn lại bị người khác đùa giỡn trong tay. Yên tâm, người chết không được, ta chỉ là không muốn bị người uy hiếp mà thôi, người lôi ra ngươi nếu xuất thủ với bằng hữu ta, nhất định phải để ngươi đến bồi táng, nếu ngươi không tin có thể đi tìm luyện dược sư, xem bọn hắn có thể rút ra ba cây tỏa hồn châm ra hay không. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Đối với huyền hoàng cửu châm, hắn cực kỳ tự tin, ba cây tỏa hồn châm chỉ có bản thân hắn mới có thể rút đi ra. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm dám để cho Lôi Hạo quỳ xuống, Lôi gia nếu không muốn Lôi Hạo chết, liền sẽ không kiêng nể gì cả trả thù hắn. Đương nhiên, âm thầm trả thù liền không phải Tiêu Phàm có thể khống chế, nhưng Tiêu Phàm từ lâu đã chuẩn bị đối mặt Lôi gia, bằng không hắn cũng sẽ không ra tay với Lôi Hạo. Lôi thiếu gia, người thế nào? Công Tôn Võ mặc dù thập phần khó chịu Tiêu Phàm không nhìn, nhưng vẫn trước tiên quan tâm an ủi Lôi Hạo. Gặp Lôi Hạo không nói lời nào, Công Tôn Võ lại nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng động đến Lôi thiếu gia, bằng không ngươi ngay cả làm sao chết đều không biết. Ta đã động, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta à? Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, chậm rãi quay người nhìn về phía Công Tôn Võ, thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi! Công Tôn Võ quát một tiếng như sấm, chỉ là lời còn chưa dứt, liền tựa như kẹp lại, lời nói vừa đến miệng toàn bộ nuốt vào. Con người hắn bỗng nhiên run rẩy một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm thậm chí có một tia sợ hãi. Sợ hãi, đám người có không ít bắt được thần sắc Công Tôn Võ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, biết Công Tôn Võ đã lâu, hắn là chiến đế cảnh lâu năm, trưởng lão Công Tôn gia tộc, chí ít cũng là thực lực chiến đế hậu kỳ trở lên. Hắn vậy mà cảm thấy sợ hãi đối với một kẻ vừa từ bên ngoài tiến vào Vô Song Thánh Thành. Phong cách này có vẻ như không đúng. Chỉ có một người Công Tôn Võ rõ ràng, cũng không phải là Tiêu Phàm đáng sợ, mà là sư tôn Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào. Mấy tháng trước, Công Tôn Võ rời Ly Hỏa Đế Đô, trong đầu một mực nhớ kỹ một câu túy ông, trở về nói cho Công Tôn Chiến Thiên, Nam Cung Thiên Giật là chết ở trên tay Đồ Nhi lão đầu, các ngươi có thể tới báo thù, bất quá tốt nhất cân nhắc một chút phải chăng có thể trở về được hay không. Trở lại Vô Song Thánh Thành. Công Tôn Võ đem sự tình cùng lời này tại Ly Hỏa Đế Đô nói cho Công Tôn gia chủ, khiến Công Tôn gia chủ đi hỏi thăm Công Tôn Chiến Thiên, nhưng mà hắn nghe được chỉ có một câu, không thể đắc tội túy ông, bằng không trục xuất gia tộc. Vừa mới chỉ là nghiêng người, Công Tôn Võ còn không có nhận ra Tiêu Phàm quay người lại, Công Tôn Võ liền nhận ra, đây cũng là nguyên nhân hắn kinh khủng như thế. Bản thân nếu đắc tội hắn, há không phải sẽ bị trục xuất gia tộc. Tiêu Phàm, tại sao ngươi tới Vô Song Thánh Thành? Công Tôn Võ tâm thần không yên, vội vàng thu liễm sát ý, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Bất thình lình biến hóa khiến tất cả mọi người không biết vì sao, vừa mới Công Tôn Võ còn một bộ hung thần ác sát, làm sao một cái trở nên hòa ái dễ gần. Ngươi không chào đón ta tới sao? Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu, Công Tôn Võ không nên đối phó với mình sao? Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Công Tôn Võ đầu như gà con mổ thóc điểm không ngừng, nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh, hắn chưa từng cúi đầu khom lưng đối với một tên hậu bối, nhưng hôm nay vì địa vị bản thân, hắn không thể không làm như thế. Một cử động kia cũng làm cho Lôi Hạo cùng Công Tôn Lôi trợn tròn mắt, vốn cho là cứu tinh đến, trong nháy mắt, cứu tinh vậy mà biến thành chó xù. Lôi Nhi, ngươi làm sao đắc tội Tiêu Phàm? Công Tôn Võ đột nhiên quay người nhìn về phía Công Tôn Lôi nói. Ta, Công Tôn Lôi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, cái gì gọi là ta đắc tội hắn, là hắn phiến ta một bàn tay mà, trong lòng Công Tôn Lôi cảm giác có chút chua xót không hiểu. Còn không hướng Tiêu Phàm xin lỗi, sau đó cùng ta trở về. Công Tôn Võ không đợi Công Tôn Lôi mở miệng, quát khẽ nói. Công Tôn Lôi không biết nói gì, không biết mở miệng như thế nào. Tiêu Phàm, Lôi Nhi không hiểu chuyện, người đại nhân không chấp tiểu nhân. Đến đây thôi nhé. Công Tôn Võ vừa cười nói, tựa như sợ Tiêu Phàm ghi hận. Tiêu Phàm cũng ngây tại chỗ, không biết mở miệng như thế nào, hắn đã chuẩn bị liều mạng, nhưng Công Tôn Võ vậy mà hướng bản thân xin lỗi, hắn chỉ có thể hờ hững gật đầu. Đa tạ, Công Tôn Võ chắp tay một cái, gặp Công Tôn Lôi còn muốn nói cái gì, hung hăng nguýt hắn một cái, sau đó liền mang Công Tôn Oanh, Công Tôn Lôi rời đi. Chỉ có Lôi Hạo một mình một người quỳ trên mặt đất, toàn thân trở nên lạnh lẽo, hình như có cái gì đó sai sai,
Công Tôn Võ không giết tiểu tử này sao? Chẳng lẽ địa vị tiểu tử này lớn như vậy, ngay cả hắn đều đắc tội không nổi? Trong lòng Lôi Hạo miên man bất định, nếu như ngay cả hắn đều đắc tội không nổi, cũng chỉ có cổ tộc ẩn thế. Thế nhưng cổ tộc không màng thế sự, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Bất quá vừa nghĩ tới thực lực Tiêu Phàm cũng chỉ có một khả năng, huống chi, Tiêu Phàm còn nắm giữ tù hồn chỉ thất truyền ngàn năm, chiến kỹ này cũng chỉ có cổ tộc mới có. Nghĩ vậy, tim Lôi Hạo đập rộn lên, hắn biết bản thân hôm nay thua thiệt, sớm biết như thế thì không nên xuất thủ rồi. Trong lòng hắn thầm mắng không thôi, lão bất tử Công Tôn Võ kia vậy mà không đem mình đi theo. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là người cổ tộc, cho dù hắn giết mình, Lôi gia cũng không dám tìm Tiêu Phàm báo thù, bản thân há không phải chết vô ích. Ngươi đi đi. Tiêu Phàm nhìn Lôi Hạo một cái, thản nhiên nói. Đi, Lôi Hạo trợn tròn mắt, ánh mắt Tiêu Phàm tựa như khinh thường giết hắn, điều này cũng làm cho trong lòng Lôi Hạo càng thêm khẳng định thân phận Tiêu Phàm. Hắn không biết là, Công Tôn Võ chỉ kiêng kỵ sư tôn Tiêu Phàm mà thôi. Hắn không biết Túy Ông, nhưng Công Tôn gia tộc lão tổ Công Tôn Chiến Thiên biết, Túy Ông là ai, đây chính là lâu chủ huyết lâu của tam đại tổ chức sát thủ. Túy Ông nếu như nổi bão, cho dù Công Tôn gia tộc cũng không chịu nổi lửa giận của hắn, vì thế tự nhiên không nguyện ý đắc tội Túy Ông. Lúc này, đám người Tiêu Phàm tất cả đều rời đi, tòa tiểu viện này đã hủy hoại. Sự tình về sau sẽ như thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Chiến hồn điện hiện tại cũng không ai xuất hiện, hiển nhiên cũng là không muốn quản việc này. Tiêu Phàm cũng minh bạch hơn rất nhiều, vô song thánh thành so với đại ly đế triều càng tàn khốc hơn, thực lực phi tôn, căn bản không ai quan tâm ngươi có bối cảnh gì. Về phần Công Tôn gia tộc cùng Lôi gia sau đó sẽ như thế nào, Tiêu Phàm cũng đoán không được, nhưng chí ít sẽ không trắng trợn tìm Tiêu Phàm phiền phức. Đám người đưa mắt nhìn bọn Tiêu Phàm rời đi, nguyên bản bọn hắn coi Tiêu Phàm hẳn phải chết là không nghi ngờ, nào sẽ nghĩ đến cuối cùng bọn Tiêu Phàm vậy mà sẽ chuyển hướng, tất cả bình an vô sự. Chuyện tối nay, tên Tiêu Phàm cũng chú định sẽ truyền khắp vô song thánh thành hạ trọng thiên, thậm chí rất nhiều người thượng trọng thiên đều sẽ nghe nói đến tên hắn. Tiêu Phàm đám người tùy ý tìm một gian khách sạn ở lại, bất chi bất giác đã là đêm khuya. Gần đây mọi người tốt nhất cẩn thận một chút, Lão Tam, Tiểu Ngũ, các ngươi ở một phòng, Sở Huynh, Lâu Huynh, các ngươi cũng chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Phàm nhắc nhở đám người nói, giết 10 tu sĩ Công Tôn gia tộc, lại phong bế tu vi Lôi Hạo, Tiêu Phàm không thể không chú ý cẩn thận. Ai biết được Công Tôn Võ có phải cố ý để bản thân buông lỏng cảnh giới, sau đó lại âm thầm đánh lén hay không? Chỉ là khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Long Vũ, lại lóe qua một tia phức tạp, nhìn về phía Vân Khê cùng Vân Phán Nhi nói, Vân Phán Nhi, ngươi cùng Long Vũ ở cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe được Tiêu Phàm an bài, trên mặt Long Vũ lộ ra vẻ sán lạn, lôi kéo tay nhỏ Vân Phán Nhi nói, Phán Nhi muội muội đúng không, ta gọi Long Vũ, ta lớn hơn ngươi, cứ gọi ta là Long tỷ tỷ. Tiêu Phàm không còn gì để nói, Long Vũ đoán chừng coi là hắn cố ý quan tâm nàng, bất quá hắn cũng bất đắc dĩ. Thời điểm mấu chốt Long Vũ đứng ra giúp mình, cho dù đứng ở góc độ bằng hữu, mình cũng nên nghĩ đến nàng. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Vân Khê, chúng ta liền ở sát vách tiểu viện Long Vũ và Vân Phán Nhi bọn họ. Tiêu Phàm lại nói, đám người gật đầu, nhao nhao tiến vào tiểu viện của mình, về phần tu sĩ đại ly đế triều khác, Tiêu Phàm không có khả năng cố kỵ nhiều như vậy. Bọn hắn tại thời điểm mấu chốt rời xa mình, rũ sạch quan hệ cùng hắn. Tiêu Phàm cũng không tất yếu bảo hộ cho bọn họ. Rất nhiều tu sĩ đại ly đế triều hối hận không thôi, nhưng bất đắc dĩ, ai kêu bản thân gieo gió gặt bão. Tiêu Phàm không có châm đối bọn hắn coi như là không tệ rồi, phần lớn người dứt khoát quay người rời đi, triệt để rũ sạch quan hệ cùng Tiêu Phàm. Đối với tất cả, Tiêu Phàm đều hờ hững, có ít người chú định mỗi người một ngả, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình liền đủ. Ân, vừa mới bước vào tiểu viện. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, duỗi tay, ngẩng đầu hướng bầu trời đêm nhìn lại, lại nhìn thấy một con bướm đen chớp động chậm rãi bay tới. Con bướm rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm, trong nháy mắt, rất nhiều tin tức trong nháy mắt in vào trong đầu Tiêu Phàm, trong con người hắn lóe qua một vẻ lạnh như băng. Vân Khê, người có biết phương pháp tiến vào Thượng Trọng Thiên? Tiêu Phàm đột nhiên hít sâu một cái nói.
công tử muốn đi vào Thượng Trọng Thiên. Vân Khê một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vẻ trầm trọng. Không có cách nào sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, hồ điệp thú một mực theo dõi Diệp Lâm Trần, đã nhìn thấy tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ ngay tại Thượng Trọng Thiên, Tiêu Phàm đã không kịp chờ đợi gặp nàng, chỉ là hắn cũng biết Thượng Trọng Thiên không phải dễ dàng xông vào như vậy. Nơi đó chỉ có tử đệ gia tộc có địa vị, có quyền lực mới có thể tiến nhập. Cũng không phải không có cách nào, muốn đi vào nơi đó, nhất định phải có thân phận bài Thượng Trọng Thiên, nếu không sẽ bị hồn giới Thượng Trọng Thiên ngăn cản, một khi kinh động đội ngũ tuần tra, vậy coi như phiền phức. Vân Khê giải thích nói, mặc dù hắn rất muốn ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm kiên nghị, hắn biết mình ngăn không được. Thân phận bài, Tiêu Phàm hỏi, trong bàn tay đột nhiên thêm ra một khối tử sắc ngọc bội. Ngọc bội kia chính là trước đó hắn chém giết Sở Không có được. Hắn thấy, Sở Không dù sao cũng là người Sở gia, hơn nữa còn là chiến đế hậu kỳ, phải có tư cách tiến vào Thượng Trọng Thiên. Nhưng mà Vân Khê lại lắc đầu, nói, đây không phải thân phận bài tiến vào Thượng Trọng Thiên. Ngươi xác định, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh dị. Vân Khê gật đầu, bất đắc dĩ nói, trước đó ta cũng có một khối thân phận bài, nhưng bởi vì tu vi rơi xuống. Bị chiến hồn điện thu trở về. Thân phận bài có bộ dáng như thế nào? Tiêu Phàm lại hỏi, vô luận như thế nào hắn đều muốn gặp tiểu ma nữ. Vân Khê ngẫm lại, phất tay, hồn lực thả ra, tại hư không ngưng tụ thành một khối kim sắc ngọc bài, chính diện ngọc bài viết một chữ thượng, mà mặt sau lại là một chút đường vân thần bí. Hồn văn sao? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, nếu như chỉ dựa vào hồn văn liền có thể tiến vào Thượng Trọng Thiên. Hắn ngược lại có thể tùy tiện làm ra. Đúng rồi, người có biết địa hình phân bố Thượng Trọng Thiên? Vân Khê dù sao cũng đã từng đi qua Thượng Trọng Thiên, nếu như hắn có thể vẽ ra bản đồ, Tiêu Phàm muốn tìm ra tiểu ma nữ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ta chỉ biết rõ đại khái địa hình, dù sao, bằng vào thân phận ta, rất nhiều địa phương không thể đi. Vân Khê hít sâu một cái nói. Đã đủ rồi. Tiêu Phàm gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Công tử, người không sợ ta hãm hại ngươi sao? Vân Khê do dự, vẫn là nói, nếu như hắn muốn hãm hại Tiêu Phàm, tùy tiện trên địa đồ động chút tay chân, Tiêu Phàm tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, ta nói qua, ta xem ngươi thuận mắt, tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Vẻn vẹn bởi vì cái này công tử liền tin tưởng ta. Trong lòng Vân Khê run lên bần bật, cái mũi hơi hơi chua chua. Còn chưa đủ à? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Vân Khê nói, phiền phức đêm nay giúp ta đem đại khái địa hình bản đồ vẽ ra, vất vả cho ngươi. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền tiến vào bên trong tiểu viện, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cũng đi lên. Chỉ có Vân Khê một mình một người đứng ngẩn tại chỗ, hồi lâu, trong mắt Vân Khê lóe lên một vòng tinh quang, trong lòng trầm ngâm nói, có lẽ ngươi ngay từ đầu muốn lợi dụng ta, nhưng ta nguyện ý cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng. Tiến vào tiểu viện, Tiêu Phàm khôi phục hồn lực, thuận tiện nghiền ngẫm lại sự tình hôm nay. Vô Song Thánh Thành đúng là một nơi thiên tài lớp lớp, nếu như không phải đột phá chiến đế cảnh, có lẽ ta liền thực sự chết ở chỗ này. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, chớ nhìn hắn một quyền nhẹ nhõm chấn áp Lôi Hạo, nhưng hung hiểm trong đó chỉ có bản thân Tiêu Phàm rõ ràng, hắn không chỉ điều động lực lượng U Linh chiến hồn, còn dẫn ra vô tận chiến hồn. Dù vậy, nếu như không phải bác lão truyền cho hắn bất diệt kim thân, hắn cũng không có khả năng tùy tiện chiến thắng Lôi Hạo. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn Hạo Nhật Kim Luân, bên trên công kích đoán chừng có rất ít người địch nổi. Hơn nữa, Lôi Hạo khoảng chừng xếp hạng thứ 6 trong thánh thành Bát Tuấn, phía trước hắn còn 5 người, dù là 2 người xếp sau hắn đoán chừng cũng không thể khinh thường. Bất kể như thế nào, ai cũng không thể ngăn cản ta mang tiểu ma nữ đi. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vẻ kiên nghị. Lập tức, Tiêu Phàm lấy ra một khối ngọc bội, trong đầu hiện lên thân phận ngọc bài Vân Khê mô phỏng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái hồn điêu. Vô luận có thể thành công hay không Tiêu Phàm cũng phải thử một lần, dù không thể mang tiểu ma nữ đi, gặp nàng một lần cũng đủ. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm thất bại nhiều lần, hắn không thể có một chút nhiễu loạn, một khi hắn điêu khắc thân phận ngọc bài thất bại thì không cách nào tiến vào Thượng Trọng Thiên. Muốn gặp được tiểu ma nữ không biết chờ đến năm nào tháng nào. Ngay tại lúc đó,
Vân Khê cũng đắm chìm trong địa đồ thượng trọng thiên, việc này cực kỳ hao tổn tâm thần, vẽ ra địa đồ thượng trọng thiên chuẩn xác thực không sai, Vân Khê nhất định phải tiến vào hồi ức trước kia mỗi một chi tiết về thượng trọng thiên. Cũng đúng lúc này, bên trong một tòa phủ đệ to lớn thượng trọng thiên, trong đại sảnh Lôi Hạo nằm thụ thương. Ai dám tổn thương con ta? Đột nhiên, một tiếng gầm từ sau truyền đến, người chưa đến, thanh âm bá đạo đã tới trước, ngay sau đó, một nam tử trung niên mặc chiến bào màu vàng óng đi ra. Khuôn mặt hắn giống như đao khắc vậy, lộ ra góc cạnh lãnh tuấn, lông mày như là hai lưỡi kiếm sắc bén hướng lên trên, ánh mắt thâm thúy tản ra một loại áp lực mênh mông. Nam tử trung niên không phải người khác, chính là gia chủ Lôi gia, Lôi Cô Vân. Hạo Nhi, là ai tổn thương ngươi? Nhìn thấy Lôi Hạo nằm trên cáng cứu thương, vết thương chồng chất, Lôi Cô Vân sát khí bạo phát, cả tòa đại sảnh đều lộ ra vô cùng băng lãnh. Nhất là hắn nhìn thấy hai đầu gối Lôi Hạo bị đoạn, càng kém chút phát cuồng, Lôi Hạo cả một đời kiêu ngạo, tương lai nhất định phải trở thành gia chủ Lôi gia. Giờ phút này lại bị người cắt ngang hai chân. Việc này khiến Lôi Cô Vân chịu đựng như thế nào? Là một kẻ mới đến tên là Tiêu Phàm, ánh mắt Lôi Hạo lạnh lùng, hắn mặc dù rất muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng hồi tưởng lại thái độ công tôn võ, trong lòng Lôi Hạo liền lẩm bẩm. Một cái kẻ mới đến mà thôi, lão tử diệt cửu tộc hắn. Lôi Cô Vân cực kỳ bao che con mình, làm sao có thể nhìn Lôi Hạo bị thương? Gia chủ, ta xem hay là trước để dược sư nhìn thương thế Hạo Nhi đi. Đột nhiên, bên ngoài đại sảnh truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, người đến là một nam tử khôi ngô trên dưới 50 tuổi, mặc trường bào màu vàng óng, trên người lộ ra một cỗ khí chất vô cùng tùy tiện cuồng bạo. Nam tử không phải người khác, chính là cùng Diêm La Phủ thương lượng truy sát Mộ Dung Tuyết, Lôi gia đại trưởng lão Lôi Cửu. Cũng chỉ có thân phận Lôi gia đại trưởng lão mới có tư cách khiến Diêm La Phủ đứng đầu tam đại phán quan, quỷ vô môn, tiếp kiến. Dù là Lôi Cô Vân nhìn thấy Lôi Cửu cũng phải kính sợ mấy phần, bình tĩnh suy nghĩ, hơi hơi gật đầu nói, đại trưởng lão nói đúng, dược sư mời đến chưa? Gia chủ, Vân Tranh dược sư đã đến. Lúc này, một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, một hạ nhân quỳ trên mặt đất cung kính nói. Vân Tranh, Lôi Cô Vân cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia khó chịu, Sở Văn Hiên làm sao không tới, lại để đồ đệ hắn đến. Thật sự cho rằng Lôi gia ta dễ nắm như thế à, để hắn bàn bạc sự tình liền ra sức khước từ. Gia chủ, cẩn thận ngôn từ. Lôi gia đại trưởng lão Lôi Cửu cau mày một cái, chớ nhìn hắn dáng dấp thập phần thô kệch, nhưng tâm tư hắn lại thập phần kín đáo. Có thời điểm họa từ miệng mà ra chính là đạo lý này, Lôi gia tuy mạnh, nhưng Sở Văn Hiên trong miệng Lôi Cô Vân, phía sau là Sở gia, mặc dù cùng là bát đại thế gia. Nhưng Lôi gia cùng Sở gia so sánh vẫn là có chút không bằng. Thôi, để hắn đến. Lôi Cô Vân khoát khoát tay, hắn cũng biết mình đang lo lắng thương thế Lôi Hạo, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Vâng, gia chủ. Hạ nhân cung kính thối lui, lúc này liền mang một thanh niên mặc bạch sắc vân sam đi tới, dáng dấp hắn mi thanh mục tú, cả người phong độ nhẹ nhàng, cho người ta một cảm giác phong phạm đại gia. Vân Tranh gặp qua Lôi gia chủ. Lôi trưởng lão. Bạch sắc vân sam thanh niên Vân Tranh hơi thi lễ nói. Sư tôn ngươi đâu? Lôi Cô Vân khoát khoát tay, không khách khí chút nào nói. Sư tôn đang lúc bế quan luyện đan, cho nên để Vân Tranh đến đây, Lôi gia chủ yên tâm, Vân Tranh bất tài nhưng nhất định nỗ lực hết sức. Vân Tranh không kiêu ngạo không tự ti nói ra, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, ta dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong, người bình thường nhìn thấy ta. Ai không khách khí? Thân làm luyện dược sư tự có kiêu ngạo, huống chi sư tôn hắn vẫn là người Sở gia đấy, Sở gia là chủ nhân thần dược các, ai dám đắc tội thần dược các? Được rồi, người tới nhìn thương thế Hạo Nhi. Lôi Cô Vân dù sao cũng là gia chủ Lôi gia, không muốn cùng một tên tiểu bối tranh thua thiệt. Vân Tranh gật đầu, đi đến bên người Lôi Hạo ngồi xuống, kiểm tra cẩn thận, hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra. Sau nửa ngày mới hít sâu một cái đứng dậy. Như thế nào? Lôi Cô Vân trầm giọng nói. Vân Tranh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lôi thiếu gia có hai nơi trọng thương, đầu tiên là xương bánh chè vỡ vụn, thương thế này tại hạ có thể tùy tiện chữa cho tốt, nhưng chỗ thứ hai lại là ba cây kim châm ở ngực, ba cây kim châm liên tục không ngừng hấp thu hồn lực Lôi thiếu gia, như giòi trong xương, ta bất lực. Bất lực, nghe được mấy chữ này,
Lôi Cô Vân bộc phát tại chỗ, sát khí nặng nề nhìn Vân Tranh, người cần đan dược và linh thảo gì, cứ nói thẳng ra. Lôi gia chủ, tại hạ thực bất lực. Vân Tranh hít sâu một cái lắc đầu nói, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua thủ pháp quỷ dị như vậy, ba cái kim châm vậy mà phong bế hồn hải của Lôi Hạo. Chủ yếu nhất là hắn biết rõ bệnh tại nơi này nhưng lại không thể làm gì, việc này khiến trong lòng Vân Tranh cũng không dễ chịu, lòng tự tin hắn nhận đả kích nghiêm trọng. Nhìn thấy Lôi Cô Vân còn chuẩn bị bão nổi, Vân Tranh lại nói, Lôi gia chủ không cần sinh khí, Vân mỗ bất tài nhưng có thể phán đoán đại khái, khi sư tôn ta xuất quan, đoán chừng cũng có chút thúc thủ vô sách, loại thủ pháp này tại hạ chưa từng nghe thấy. Chiếu ý ngươi, Hạo Nhi về sau không cách nào vận dụng hồn lực, là bị phế. Lôi Cô Vân giận tím mặt. Nếu như không cách nào rút ra ba cây kim châm, Lôi thiếu gia cũng như người thường. Vân Tranh trịnh trọng gật đầu, trong lòng hắn cũng thập phần chấn kinh loại thủ pháp kỳ lạ này. Lập tức Vân Tranh lại nhìn về phía Lôi Hạo nói, Lôi thiếu gia, Vân mỗ có đôi lời không biết có nên hỏi hay không, người có phải đắc tội người nào đó hay không? Nghe vậy, Lôi Hạo biến sắc, trong lòng hắn càng thêm khẳng định thân phận Tiêu Phàm bất phàm, Vân Tranh hắn cũng đã gặp mấy lần, dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, vậy mà không trị được bệnh của hắn. Vân Tranh híp hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Vân dược sư, người thay ta chữa cho tốt tổn thương ở chân đi, cái khác người cũng không cần quản. Lôi Hạo lấy lại tinh thần, hít sâu một cái, cho Lôi Cô Vân một cái ánh mắt nói. Gạch nối. Nghe thấy Lôi Hạo nói, Vân Tranh tự nhiên minh bạch, có mấy lời không phải hắn có thể nghe được, lấy ra một viên bạch sắc đan dược đưa cho Lôi Hạo, nói, Lôi thiếu gia, đây là thất phẩm sinh cốt đan. Sau ba canh giờ tổn thương chân ngươi liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ Vân dược sư. Đối với luyện dược sư, Lôi Hạo vẫn là bảo trì tôn trọng tối thiểu nhất, một ngụm nuốt vào sinh cốt đan. Đã như vậy, Vân mỗ cáo từ. Vân Tranh rất thức thời nói ra, sau đó rời khỏi đại sảnh. Quản gia, tiễn Vân dược sư. Lôi Cô Vân nói ra, thất phẩm sinh cốt đan mặc dù không phải quý giá, nhưng tốt xấu cũng không thể để cho đối phương chịu thiệt thòi. Lúc Vân Tranh rời đi, bên trong đại sảnh liền chỉ còn lại Lôi Hạo, Lôi Cô Vân cùng Lôi Cửu. Hạo Nhi, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Lôi Cửu biết rõ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, bằng không Lôi Hạo cũng sẽ không đẩy Vân Tranh đi. Một kẻ gọi Tiêu Phàm từ bên ngoài đến. Lôi Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, ta hoài nghi, hắn là người cổ tộc. Cổ tộc ẩn thế, Lôi Cửu cùng Lôi Cô Vân hai người đồng thời biến sắc. Đừng nhìn Lôi gia cao cao tại thượng, nhưng cùng cổ tộc ẩn thế so sánh lại không tính là gì. Sự tình là như thế này. Lôi Hạo trịnh trọng gật gật đầu, đem sự tình trước đó nói một lần, hai người Lôi Cửu cùng Lôi Cô Vân cau mày. Sau nửa ngày, Lôi Hạo mới đem chân tướng sự tình giảng rõ ràng, Lôi Cô Vân lại không có sát khí trước đó, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn về phía Lôi Cửu nói, đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Ẩn thế cổ tộc mặc dù có không ít, nhưng chưa từng nghe thấy Tiêu gia. Lôi Cửu tay phải xoa cằm trầm ngâm nói, đương nhiên, nếu như hắn dùng tên giả vậy liền nói thông được. Cùng là chiến đế cảnh có thể chiến thắng Hạo Nhi, xác thực rất có thể là người cổ tộc ẩn thế, đương nhiên, không được bài trừ Công Tôn Võ cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ diễn một tuồng kịch. Lôi Cô Vân cũng gật đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, bất quá. Người Lôi gia ta cũng không phải dễ bị khi dễ như vậy, coi như hắn là người cổ tộc, chúng ta cố nhiên không thể trắng trợn giết hắn, nhưng vụng trộm gạt bỏ hắn lại dễ như trở bàn tay. Sự tình không đơn giản như vậy. Lôi Cửu lắc lắc đầu nói, đối phương nếu dám đả thương Hạo Nhi, như thế nào lại không có thứ ỷ vào. Coi như không có ỷ vào, chúng ta nếu giết hắn, thương thế Hạo Nhi thì sao? Vân Tranh chỉ là một thất phẩm luyện dược sư. Hắn nói chuyện cũng có thể tin. Lôi Cô Vân khinh thường nói. Gia chủ, nếu không như vậy đi, chúng ta trước tìm một bát phẩm luyện dược sư nhìn thương thế Hạo Nhi, nếu như có thể chữa cho tốt Hạo Nhi, chúng ta xuất thủ cũng không muộn. Lôi Cửu nghĩ biện pháp điều hòa. Lôi Cô Vân trầm ngâm một trận, nhìn về phía Lôi Hạo, Lôi Hạo gật đầu nói cha, đại trưởng lão nói không sai, Công Tôn Võ không giống như là đang làm giả. Hơn nữa Tiêu Phàm một phương giết tầm 10 người Công Tôn gia tộc, Lôi gia cùng Công Tôn gia tộc vốn là liên minh, bọn hắn không cần thiết lừa gạt chúng ta. Vậy liền dựa theo đại trưởng lão nói.
Lôi Cô Vân bất đắc dĩ, đành phải tán đồng quyết định hai người. Đúng rồi, cha. Lôi Hạo đột nhiên lại nói, chúng ta có thể đi hỏi thăm Công Tôn Võ, hắn nếu e ngại Tiêu Phàm như thế, hẳn là biết rõ thân phận Tiêu Phàm. Cái chủ ý này không sai. Ánh mắt Lôi Cô Vân sáng lên, đây là biện pháp trực tiếp biết thân phận Tiêu Phàm. Gia chủ, ta tự mình đi một chuyến, Công Tôn Võ hẳn là sẽ cho ta một chút mặt mũi. Lôi Cửu đột nhiên mở miệng nói. Vậy liền phiền phức đại trưởng lão. Lôi Cô Vân gật đầu, có Lôi Cửu ra mặt, Công Tôn Võ chí ít cũng sẽ lộ ra một chút, dù sao Lôi gia cùng Công Tôn gia tộc cũng có thông gia. Lôi Cửu quay người rời đi, Lôi Cô Vân cùng Lôi Hạo hai người ngay tại trong đại sảnh chờ đợi, đến giữa trưa, Lôi Cửu lần nữa trở về, thần sắc có chút ngưng trọng. Đại trưởng lão, thế nào? Lôi Cô Vân vội vàng hỏi, hắn còn muốn báo thù cho Lôi Hạo, chỉ cần thế lực sau lưng Tiêu Phàm Lôi gia không sợ. Lôi Cô Vân tuyệt đối sẽ tự mình đi giết Tiêu Phàm. Nhưng Lôi Cửu lại lắc đầu, hết sức trịnh trọng nói, người này, chúng ta không thể động. Vì cái gì? Lôi Cô Vân cùng Lôi Hạo hai cha con chăm miệng một lời nói ra, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự là người cổ tộc? Công Tôn Võ nói với ta một câu, lão tổ Công Tôn gia tộc lên tiếng, Phàm là người đắc tội Tiêu Phàm, trục xuất khỏi Công Tôn gia tộc. Sắc mặt Lôi Cửu thập phần trầm trọng. Nghe nói như thế, Lôi Cô Vân cùng Lôi Hạo hít một hơi lạnh, lão tổ Công Tôn gia tộc là ai, bọn hắn rất rõ ràng, cả kia vị cũng không nguyện ý đắc tội Tiêu Phàm, huống chi bọn họ đây. Công Tôn gia tộc mặc dù không phải bát đại thế gia, nhưng cho dù Lôi gia mạnh hơn Công Tôn gia tộc cũng mạnh có hạn, dù sao Lôi gia đứng hàng bát đại thế gia thời gian mười mấy năm mà thôi. Lôi Cửu không biết là, Công Tôn gia tộc lão tổ nói là túy ông, chỉ là Công Tôn Võ lý giải thành Tiêu Phàm mà thôi. Có mấy lời đi qua mấy người liền biến thành một ý tứ khác. Cha, vậy thương thế ta làm sao bây giờ? Lôi Hạo lập tức bối rối, hắn đường đường là thánh thành bát tuấn, không thể biến thành một đồ bỏ đi đi, cái này có thể so sánh với giết hắn còn khó chịu hơn. Gia chủ, ta xem ngươi nên tự mình đi một chuyến đi, hóa giải hiểu lầm giữa Hạo Nhi và Tiêu Phàm, có lẽ còn có chuyển cơ. Lôi Cửu nói ra, sắc mặt Lôi Cô Vân âm trầm đáng sợ. Bản thân đường đường là gia chủ thế gia, tự mình đi tìm một kẻ bên ngoài, việc này khiến hắn còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Tối hôm qua sự tình nháo rất lớn, nếu như Lôi Cô Vân tự mình ra mặt, há không phải đại biểu Lôi gia chịu thua. Hướng một kẻ ngoại lai xin lỗi, cái này đối với thanh danh Lôi gia là tổn thất cực kỳ lớn, Lôi Cô Vân thế nào tiếp nhận được. Thế nhưng không xin lỗi mà nói, con trai Lôi Hạo của hắn có khả năng thực sự bị phế. Chờ thương thế Trần Hạo Nhi tốt lên, Sở Văn Hiên cũng đã xuất quan, nếu như ngay cả hắn đều trị không tốt cho Hạo Nhi, đi tìm tiểu tử kia cũng không muộn. Lôi Cô Vân cuối cùng quyết định, nếu như ngay cả bát phẩm luyện dược sư đều trị không khỏi cho Lôi Hạo, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình đi tìm Tiêu Phàm. Đương nhiên, Lôi Cô Vân tự nhiên hy vọng không cần đi đến một bước kia, nếu như quả thật đến một bước kia, chờ thương thế Lôi Hạo sau khi khỏi. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Dù thực sự Tiêu Phàm là thiên tài cổ tộc ẩn thế, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đừng nhìn Lôi Cô Vân tính tình thập phần táo bạo, nhưng có thể làm đến vị trí gia chủ, nội tâm hắn như thế nào đơn giản như vậy, dù là Lôi Cửu cũng không dám tùy tiện phản bác quyết định Lôi Cô Vân. Bất đắc dĩ, việc này chỉ có thể như thế. Thời gian trôi qua, màn đêm rất nhanh buông xuống, Tiêu Phàm cũng rốt cục đình chỉ điêu khắc. Ngón tay hắn nắm lấy một khối ngọc bài, nếu như Vân Khê ở đây, nhất định sẽ kinh dị không thôi, bởi vì ngọc bài này cùng thân phận bài thượng trọng thiên hoàn toàn giống nhau như đúc. Ngọc bài này cơ hồ hoàn mỹ, nếu như cái này cũng không thể, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Tiêu Phàm hít sâu một cái, đem thân phận ngọc bài thu hồi, chậm chạp nói, không biết Vân Khê bên kia thế nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng đi ra ngoài, khiến hắn rất ngạc nhiên là Vân Khê sớm đã ngồi ở trên bàn đá trong sân, tựa như chờ đợi hắn lâu ngày. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Vân Khê nhếch miệng cười một tiếng, mở bàn tay, lòng bàn tay là một bức họa quyển, rất hiển nhiên là địa đồ thượng trọng thiên. Vất vả rồi. Tiêu Phàm tiếp nhận địa đồ, mở ra, thượng trọng thiên bố trí trong nháy mắt in vào trong đầu hắn. Hắn đã gặp qua là không quên được, bất kỳ chi tiết nào đều đào thoát không được. Ta tại chiến hồn điện thượng trọng thiên ngây ngốc thời gian không lâu,
cho nên rất nhiều địa phương rất mơ hồ, chỉ có phụ cận chiến hồn điện coi như rõ ràng, hy vọng có thể đến giúp công tử. Vân Khê khoát tay một cái nói. Chiến hồn điện, Tiêu Phàm nhìn đánh dấu trên bản đồ, đột nhiên cười ha ha lên, ha ha, Vân Khê, người thực sự là quý nhân. Vân Khê không biết vì sao, hắn không biết là, hồ điệp thú truyền về vị trí tiểu ma nữ, cùng một bản vẽ chiến hồn điện thập phần phù hợp. Lúc Vân Khê lấy lại tinh, Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Gạch nối. Rời khách sạn, Tiêu Phàm liền xuất hiện trên đường phố phồn hoa, hắn áp chế xúc động tiến về Thượng Trọng Thiên, hiện tại chỉ là vừa mới vào đêm, cũng không phải là thời cơ tốt nhất tiến vào Thượng Trọng Thiên. Nguyên bản hắn muốn để Vân Khê dẫn đường, nhưng vừa nghĩ tới nguy hiểm lần này, hắn cuối cùng vẫn quyết định một mình một người tiến về. Huống chi, hắn điêu khắc thân phận ngọc bài cũng không nhất định có thể vượt qua hồn giới Thượng Trọng Thiên. Vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm quyết định đêm khuya mới bắt đầu hành động, lúc kia cũng hẳn là thời điểm Thượng Trọng Thiên tuần tra lỏng lẻo nhất. Trên đường tản bộ một vòng rất nhanh liền đến nửa đêm, Tiêu Phàm xuất hiện bên trong một đầu ngõ tĩnh mịch, thi triển phân cân thác cốt thủ biến hóa một khuôn mặt, sau đó lại thi triển hồn biến liễm tức thuật hoàn toàn thay đổi khí tức hồn lực. Khuôn mặt này, dù là tiểu ma nữ cùng lão nhị nhìn thấy, đoán chừng cũng nhận không được ra. Tiêu Phàm thầm nói, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu ma nữ, ta tới đây. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn thiên không, để lại một câu nói liền lặng lẽ tại chỗ biến mất. Cũng ngay tại thời điểm Tiêu Phàm biến mất, một đạo hắc ảnh từ bên trong hắc ám đi ra, đó là một đạo thân ảnh còng xuống, già nua vô cùng, một chân đã bước vào trong đất. Hắn da rẻ nếp uốn. Hai mắt hãm sâu, lại lộ ra một loại quang mang vô cùng sắc bén. Thật đúng là lớn mật, Thượng Trọng Thiên cũng dám xông, bất quá người trẻ tuổi thì không nên sợ hãi, người thật đúng là thu nhận một đồ đệ tốt. Thanh âm khàn khàn vang lên thập phần phiêu miểu. Sau một khắc, lão giả thân hình lóe lên, tựa như hòa vào trong gió, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Tiêu Phàm tự nhiên không biết đã có người phát hiện bóng dáng hắn. Hắn triệu hồi ra u linh chiến hồn bao phủ toàn thân, cùng đêm tối hoàn toàn hòa làm một thể. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền đi tới phía dưới một tòa phù đảo, một cỗ cảm giác to lớn áp bách thẳng Tiêu Phàm. Thượng Trọng Thiên, toàn bộ đều từ phù đảo tạo thành, sở hữu 81 tòa phù đảo, xung quanh mỗi một tòa đều có hơn 10 dặm, tương đương với một cái thành nhỏ, thập phần rộng lớn. 81 tòa phù đảo treo cao chân trời. Quan sát phía dưới giống như chúa tể tuyệt thế, xưng hô thiên không thành cũng vì vậy mà đến. Vô song thánh thành bố cục cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên chiến hồn đại lục, cũng làm nổi hai chữ vô song. Dựa theo bản vẽ Vân Khê, chiến hồn điện ngay tại mảnh khu vực này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thân phận ngọc bài hắn điêu khắc, Tiêu Phàm khẩn trương tới cực điểm. Nếu như thân phận ngọc bài vô dụng, hắn chính là tự tiện xông vào Thượng Trọng Thiên, một khi bị phát hiện, nhẹ thì trục xuất vô song thánh thành, nặng thì tử vong. Bất quá vì nhìn thấy tiểu ma nữ, Tiêu Phàm căn bản chú ý không nhiều như vậy. Sau một khắc, Tiêu Phàm biến ảo hướng về phù đảo, khi cự ly hắn cách phù đảo chỉ có 3 trượng, đột nhiên có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản hắn tiến lên. Phía trước nổi lên một trận sóng ánh sáng màu trắng, gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn. Tiêu Phàm cầm thân phận ngọc bài chậm rãi tới gần, đột nhiên một vệt sáng từ bên trong sóng ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt rơi vào ngọc bài trong tay Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, sóng ánh sáng dọc theo thân phận ngọc bài tràn ngập ra, hướng Tiêu Phàm bao phủ tới, trái tim Tiêu Phàm phù 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 nhảy không ngừng. Khiến hắn buông lỏng một hơi là hồn giới cũng không có bất kỳ dị dạng gì, sóng ánh sáng bao phủ hắn sau đó hóa thành một cỗ đại lực kéo lấy hắn dựa sát vào hồn giới. Hô một tiếng, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuyên qua sóng ánh sáng ngăn cản, xuất hiện ở biên giới phù đảo. Thành công, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần, tảng đá lớn trong lòng cũng lặng yên rơi xuống, bất quá hắn không dám khinh thường, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Thiên địa linh khí thật nồng nặc, chí ít cũng là gấp 4-5 lần hạ trọng thiên, tài nguyên tốt nhất quả nhiên đều là trong tay cường giả chân chính. Tiêu Phàm hít sâu mấy lần, cảm giác toàn thân thư thái. Mặc dù thiên địa linh khí hạ trọng thiên đã là gấp 2-3 lần đế triều, nhưng cùng thiên địa linh khí thượng trọng thiên, mức độ đậm đặc so sánh, căn bản không còn cùng một cấp độ. Vô luận thế giới nào,
tài nguyên chân chính đều là nắm giữ trong tay thế giới cao tầng, mà chiến hồn đại lục cao tầng nghiễm nhiên chính là những đại gia tộc, đại thế lực. Dọc theo phù đảo nhanh chóng chuyển lên, Tiêu Phàm vững vàng rơi vào phía trên một vùng bình địa, so với hạ trọng thiên, thượng trọng thiên nhân khẩu cực kỳ thưa thớt, thiếu một phần ẩm ý, nhiều một phần yên tĩnh, nơi này mới là thánh địa tu luyện chân chính. Chiến hồn điện hẳn là phương hướng này. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, cấp tốc hướng về bên phải kích xạ đi, lấy tốc độ của hắn, xuyên phố ngõ hẻm, quân sĩ tuần tra rất ít có thể phát hiện. Có hồ điệp thú truyền về tin tức cùng hình ảnh, cùng địa đồ thượng trọng thiên vân khê vẽ, Tiêu Phàm rất rõ tiểu ma nữ ở phương nào, điều này cũng làm cho hắn giảm đi rất nhiều phiền phức. Cũng đúng lúc này, bên trong một tòa nhã uyển yên lặng truyền ra một trận thanh âm ho nhẹ, một đạo tịnh ảnh thanh tú đứng trước một mảnh bụi hoa, khuôn mặt tiều tụy, không có chút huyết sắc nào. Một trận gió nhẹ thổi qua, váy dài phiêu đãng, bóng hình xinh đẹp gầy gò lung lay sắp đổ, tóc bay lên lộn xộn lộ ra thập phần tiêu điều. Trên đời này khó chịu nhất là chẳng có mục tiêu chờ đợi cùng tưởng niệm, thời gian đem ta lưu ở chỗ này, đếm kỹ lấy ký ức người nào đó. Thiếu nữ khẽ nói, một mặt đau thương. Thiếu nữ không phải ai khác, mà chính là tiểu ma nữ chờ đợi hơn một năm nay, nàng một tấc cũng không rời tiểu viện này. Không phải nàng không muốn rời đi, mà là nàng không thể, một khi bước ra mảnh viện tử này, chờ đợi nàng chính là tận thế. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó Tiêu Phàm sẽ đến đón nàng, chỉ cần cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, hắn có thể quân lâm thiên hạ, nở mày nở mặt đón nàng. Còn có hơn một tháng thời gian cuối cùng, nếu như gặp lại cũng không được, cũng chỉ có thể kiếp sau gặp lại. Tiểu ma nữ trầm ngâm, dường như nói mê, nước mắt không tự chủ được trượt xuống. Thập phần làm người ta yêu thích. Ngươi sẽ tới sao? Câu nói sau cùng cơ hồ chỉ có bản thân tiểu ma nữ có thể nghe được. Ta tới muộn. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp, run rẩy vang lên, theo gió phiêu lãng tại hư không. Toàn thân tiểu ma nữ run lên, vội vàng lau đi nước mắt, vuốt vuốt sợi tóc, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là ảo giác, vẫn là thân thể ta đã đợi không được đến ngày đó. Vừa dứt lời, tiểu ma nữ cảm giác một đôi tay tráng kiện hữu lực đột nhiên nắm lấy vòng eo tinh tế của nàng, thân thể gầy gò mềm mại run lên bần bật, bỗng nhiên đưa tay một chưởng hướng phía sau đánh tới. Là ta, bàn tay lớn kia nhẹ nhàng ôm một cái, lập tức đem tay tiểu ma nữ chộp vào trong tay, tiểu ma nữ bỗng nhiên quay người, cùng thân ảnh sau lưng nàng bốn mắt tương đối. Người tới không phải ai khác chính là Tiêu Phàm, sợ tiểu ma nữ nhận không được, lúc bên ngoài viện tiểu ma nữ. Hắn đã biến hóa ra diện mạo như trước, tiểu ma nữ tự nhiên một cái liền nhận ra hắn. Hơn một năm trước đó so sánh, trên mặt Tiêu Phàm ít mấy phần non nớt, nhiều mấy phần thành thục, ít mấy phần thanh thuần, nhiều mấy phần kiên nghị. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là chiến tông cảnh, mà bây giờ lại dĩ nhiên trở thành chiến đế, duy nhất không thay đổi chỉ có tâm hắn. Giờ khắc này, nước mắt tiểu ma nữ cũng nhìn không được nữa tràn mi, từng giọt nước mắt óng ánh trong suốt trượt xuống. Ẩn chứa dư ôn, như đá quý sáng chói. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem mỗi một giọt nước mắt dùng bình ngọc thu lại, tựa như bảo bối, hai tay vuốt ve khuôn mặt tiểu ma nữ, nhẹ giọng nói, đời này, ta sẽ không để ngươi rơi một giọt nước mắt. Là ta sai, là ta không đủ kiên cường. Tiểu ma nữ lắc đầu, vội vàng ngừng nước mắt, nức nở nói. Tiêu Phàm không nói, ôm tiểu ma nữ vào lòng, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Cái ôm này thật lâu, thời gian như đứng lại trong thời khắc này. Thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới buông tiểu ma nữ ra. Ngươi có thể tới là tốt rồi. Tiểu ma nữ nín khóc mỉm cười, chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng che giấu không được dung nhan trắng bệch. Tiêu Phàm cau mày, con người gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ma nữ, con người mạnh mẽ co lại, không thể tưởng tượng nổi kêu lên, thân thể ngươi tại sao như vậy? Bây giờ Tiêu Phàm không kém gì bát phẩm luyện dược sư, lấy nhãn lực hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tình trạng cơ thể tiểu ma nữ. Giờ phút này, hồn lực trong cơ thể tiểu ma nữ còn thừa không có mấy, thật giống như bị một cỗ lực lượng nào đó hút đi, sinh cơ trôi qua, tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu. Khó trách sắc mặt nàng tái nhợt như giấy trắng, tựa như bị một trận bệnh nặng. Chủ yếu nhất là, lấy nhãn lực Tiêu Phàm lại nhìn không ra nguyên nhân cụ thể. Khiến cho Tiêu Phàm có chút nghĩ không ra. Không có việc gì,
có thể thấy được ngươi là tốt rồi. Tiểu ma nữ cười nói, nàng đã quên tình trạng cơ thể bản thân, nhìn thấy Tiêu Phàm liền đã thập phần thỏa mãn. Vớ vẩn, Tiêu Phàm sầm mặt lại, đưa tay bắt lấy mạch tiểu ma nữ, hồn lực lặng yên phóng thích hướng về thể nội tiểu ma nữ tìm kiếm. Trên đời này nếu không có ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì? Hơn một năm nay cố gắng còn có ý nghĩa gì? Nhìn thấy tiểu ma nữ còn muốn phản bác, Tiêu Phàm quát khẽ. Ta, đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ trong suốt, mũi mỏi nhừ, nhẹ nhàng tựa ở trong ngực Tiêu Phàm. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nguyên bản hắn tưởng là nhìn thấy tiểu ma nữ liền có thể tùy tiện mang nàng đi. Thật không nghĩ đến, tình trạng cơ thể tiểu ma nữ vậy mà hỏng bét như thế, một khi rời đi nơi này, tuyệt đối sẽ gia tốc tử vong cho tiểu ma nữ. Khó trách linh khí trong sân tràn đầy như thế, đoán chừng là cố ý dựa vào thiên địa linh khí nồng đậm bảo vệ sinh cơ của tiểu ma nữ. Lửa giận trong lòng Tiêu Phàm chậm rãi dập tắt. Nếu như Diệp gia đem tiểu ma nữ giam lỏng ở đây, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ hận Diệp gia, nhưng hiện tại nhìn đến, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Điều tra nửa ngày, sắc mặt Tiêu Phàm càng ngày càng âm trầm, hồn lực hắn mỗi lần tiến vào thể nội tiểu ma nữ liền bị một luồng sức mạnh kỳ lạ thôn phệ. Phải biết hồn lực Tiêu Phàm cực kỳ tinh thuần, thân làm hồn văn sư bên trong hồn lực cùng giai không nói vô địch, chí ít cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hồn lực hắn vậy mà ngăn không được cỗ lực lượng thôn phệ trong thể nội tiểu ma nữ, điều này có chút cổ quái. Tiêu Phàm không tin, lại thử nghiệm mấy lần, nhưng hồn lực vẫn một đi không trở lại. Đột nhiên, Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề, kinh ngạc nói, tiểu ma nữ, ngươi làm sao còn dừng lại ở chiến vương cảnh? Tiểu ma nữ dù sao cũng nắm giữ bát phẩm chiến hồn, cho dù là không nỗ lực nhưng tại nơi thiên địa linh khí đậm đà như vậy, làm sao cũng nên đột phá chiến hoàng cảnh rồi chứ? Ta cũng không biết. Tiểu ma nữ lắc lắc đầu nói, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều luyện dược sư nhìn qua vấn đề ta, bọn hắn đều nói thân thể bản thân ta có vấn đề, không cách nào ngưng tụ hồn lực. Nếu không cách nào ngưng tụ hồn lực, như vậy sao có thể tu luyện? Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, một nửa tâm thần chìm vào bên trong tu la truyền thừa nhanh chóng tìm tòi. Hắn còn là lần thứ nhất nghe nói, nắm giữ chiến hồn vậy mà không cách nào ngưng tụ hồn lực, chẳng lẽ là song sinh chiến hồn, một chiến hồn khác đem tất cả hồn lực đều thôn phệ. Tiêu Phàm thử nghiệm nhiều lần cũng không ở trong thể nội tiểu ma nữ cảm ứng được chiến hồn thứ hai tồn tại. Ta lúc 7 tuổi thức tỉnh chiến hồn bát phẩm ngân hoàng đằng, tu luyện thật nhiều năm, tiến bộ một mực rất chậm chạp, hơn một năm nay có thể đột phá chiến vương đã coi như là nhanh. Số lưu manh, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ? Tiểu ma nữ cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Nghe được ba chữ số lưu manh, trong lòng Tiêu Phàm ấm áp, mấy chữ này rất lâu chưa từng nghe được. Làm sao có thể ghét bỏ được? Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu nói. Đem tiểu ma nữ ôm vào trong ngực, hết sức trịnh trọng nói, luyện dược sư xem bệnh cho ngươi, họ nói thế nào. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần ngưng trọng, vừa mới nhìn thấy huyền âm tuyệt mạch trong truyền thuyết, bây giờ lại gặp được vấn đề hắn đều nhìn không thấu, việc này khiến Tiêu Phàm làm sao có thể bình tĩnh được. Hắn lúc này mới phát hiện, cái thế giới này cũng có rất nhiều vấn đề y học hắn giải quyết không được, dù là nắm giữ tu la truyền thừa cũng không nhất định làm được. Bọn hắn đều không biết tình huống cụ thể, chỉ biết cần thiên địa linh khí nồng đậm bổ sung sinh cơ cho ta, bằng không mà nói sống không quá 18 tuổi. Thần sắc tiểu ma nữ ảm đạm, vấn đề này nàng một mực chưa từng nói với Tiêu Phàm. Bởi vì nàng sợ Tiêu Phàm sau khi biết, trực tiếp không để ý nàng, thậm chí ngay cả bằng hữu bình thường đều làm không được. Dù sao, siêu cấp thế gia Diệp gia đều dự định từ bỏ nàng, vấn đề nàng Tiêu Phàm có thể giải quyết như thế nào đây? Thiên địa linh khí, Tiêu Phàm cau mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra vị trí vấn đề, bất quá hắn cũng rốt cục biết tại sao tiểu ma nữ nắm giữ bát phẩm chiến hồn, tu vi sẽ thấp như thế. Nguyên lai thân thể nàng căn bản là không thích hợp tu luyện, nhìn thấy tiểu ma nữ tiểu tụy, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác toàn tâm đều đau. Chờ đã, đột nhiên, Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, rung động nhìn tiểu ma nữ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, có thể thôn phệ hồn lực, nếu không phải lực lượng chiến hồn, vậy có phải là huyết mạch hay không? Chẳng lẽ tiểu ma nữ cũng có huyết mạch đặc thù? Nghĩ vậy,
Tiêu Phàm hồn lực lần nữa rót vào thể nội tiểu ma nữ, lúc chạm đến nàng huyết mạch, hồn lực trong nháy mắt biến mất, so với trước đó, tốc độ nhanh gấp bội. Thậm chí, còn có một cỗ lực lượng quỷ dị đang không ngừng rút hồn lực Tiêu Phàm, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vội vàng cắt đứt liên hệ hồn lực, đoán chừng hồn lực hắn đều bị rút ra không còn. Có thể rút ra hồn lực huyết mạch, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một cái tên, kém chút kinh hô đi ra, hồn tộc huyết mạch. Hồn tộc huyết mạch đối với hồn lực không chỗ nào không nuốt, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, tốc độ thôn phệ hồn lực càng lúc càng nhanh. Nếu như hồn tộc huyết mạch không cách nào chân chính thức tỉnh, cuối cùng sẽ đem bản thân tu sĩ thôn phệ hầu như không còn, cho đến khi tử vong. Mỗi loại huyết mạch thức tỉnh đều có hạn chế cùng điều kiện nhất định, thậm chí có thể nguy hiểm đến tu sĩ, mà hồn tộc huyết mạch lại là huyết mạch hiểm nhất mà Tiêu Phàm biết. Đương nhiên, thể nội tiểu ma nữ đến cùng có phải là hồn tộc huyết mạch hay không, còn đợi xác định chút đã. Số lưu manh, nếu không ngươi dẫn ta rời đi đi. Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, tiểu ma nữ biết vấn đề bản thân Tiêu Phàm cũng không giải quyết được, dù sao thời gian của nàng không nhiều, còn không bằng cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ. Rời đi, hắn có thể mang ngươi đi đâu? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, toàn thân tiểu ma nữ run lên, bỗng nhiên đứng dậy, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở sau lưng. Gạch nối. Người chưa đến, một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ cả tòa biệt viện, đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác bị một tòa đại sơn chấn áp, hoàn toàn không thể động đậy. Chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm biến sắc, có thể trên khí thế chấn áp hắn, chí ít cũng phải chiến đế đỉnh phong, thậm chí cường giả chiến thánh trong truyền thuyết. Nếu như là chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm còn đánh cược một lần cơ hội, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn không có vấn đề. Chỉ là kể từ đó, đoán chừng Vô Song Thánh Thành cũng không ở lại được nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng níu tiểu ma nữ lại, một bước ngăn khuất trước người tiểu ma nữ, tại thời khắc nguy hiểm, Tiêu Phàm làm sao có thể để tiểu ma nữ ngăn khuất trước người được. Nói đến cùng, Tiêu Phàm là một nam nhân truyền thống, hắn không có khả năng trốn ở sau lưng phụ nữ. Cũng đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào trắng xuất hiện ở cửa ra vào nhã uyển, nam tử trung niên nhìn qua hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ, giống hệt một nho sinh. Nhưng bên trong vô hình tản mát ra một cỗ uy áp sâu xa như biển, dù Tiêu Phàm là chiến đế cảnh sơ kỳ đều không có sức phản kháng, tựa như hãm sâu trong bùn trạch. Cha, tiểu ma nữ thất kinh kêu lên, sợ nam tử trung niên nổi giận trực tiếp đem Tiêu Phàm giết chết. Cha, đây là phụ thân tiểu ma nữ. Tiêu Phàm nguyên bản chuẩn bị liều mạng, nhưng vừa nghe đến tiểu ma nữ đột nhiên xưng hô như thế, hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thật chẳng lẽ cùng phụ thân tiểu ma nữ liều mạng, Tiêu Phàm tự nhiên không dám, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, coi như xem ở trên mặt mũi tiểu ma nữ, Tiêu Phàm cũng sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nếu như đối phương thật muốn giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ toàn lực phản kháng, dù là liều cái mạng này thì như thế nào. Ngươi chính là tiểu tử khiến Thi Vũ ngày nhớ đêm mong kia. Chỉ bằng ngươi cũng xứng với Thi Vũ sao? Phụ thân tiểu ma nữ lạnh như băng quát lên, một cỗ áp lực cực lớn xông thẳng não hải Tiêu Phàm. Diệp gia gia chủ Diệp Thệ Thủy một trong bát đại thế gia, thực lực hắn đáng sợ biết bao, chỉ có nhân tài chân chính cùng hắn giao thủ qua mới rõ ràng, Tiêu Phàm có thể địch như thế nào? A à, Tiêu Phàm hét thảm một tiếng, u linh chiến hồn mãnh liệt cuộn trào ra, thể nội hồn hải cùng huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Thậm chí ngay cả vô tận chiến hồn cũng thiếu chút nhảy ra, bất quá lại bị Tiêu Phàm áp chế cưỡng ép xuống. Vô tận chiến hồn một khi bị người nhận đi ra, hắn đối mặt không chỉ là Diệp gia, mà là cao thủ tuyệt thế của nhị điện. Dù sao, điện chủ Tu La Điện truyền thừa hiện thế, ảnh hưởng không phải nhỏ, rất có thể dẫn tới cổ tộc ngấp nghé. Nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng u linh chiến hồn còn không đủ ngăn cản Diệp Thệ Thủy ý chí uy áp, bất đắc dĩ. Tiêu Phàm đành phải dẫn ra lực lượng bạch thạch. Bạch thạch tản ra một tia sương mù màu trắng nhu hòa dung nhập kinh mạch toàn thân Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác cả người trong suối nước nóng, toàn thân cực kỳ thư thái. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh xuống, Diệp Thệ Thủy không khỏi cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Tiêu Phàm cường đại hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Cho dù là thánh thành bát tuấn dưới uy áp dạng này, đoán chừng cũng phải lộ ra vẻ khó coi, nhưng Tiêu Phàm vậy mà ngăn trở.
Cha, dừng tay, tiểu ma nữ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lấy ra một cây chủy thủ gác ở trên cổ, hắn mà chết, nữ nhi cũng sẽ không sống nữa. Tiểu ma nữ, Tiêu Phàm biến sắc, đưa tay hướng về chủy thủ tiểu ma nữ chộp tới, mặc dù hắn biết rõ tiểu ma nữ chỉ là dùng tính mạng mình uy hiếp Diệp Thệ Thủy mà thôi, nhưng Tiêu Phàm thật đúng là sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiểu ma nữ nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà xuất thủ cướp đoạt chủy thủ, căn bản khó lòng phòng bị, một cái lắc mình, chủy thủ liền xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đưa tay bóp, chủy thủ trong nháy mắt bị bóp thành một đoàn sắt vụn, trực tiếp bị hắn ném xuống đất. Ngươi không sợ chết, Diệp Thệ Thủy hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, nếu đổi lại một người khác, đoán chừng ước gì tiểu ma nữ tự uy hiếp bản thân nàng. Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà trước tiên quan tâm tính mệnh tiểu ma nữ, không có đem an nguy bản thân đặt ở trong lòng. Bằng vào điểm này, Diệp Thệ Thủy cũng có thể nhìn đi ra, Tiêu Phàm là thật lòng với tiểu ma nữ, chỉ bằng vào một chữ thích, Diệp Thệ Thủy không có khả năng đem tiểu ma nữ giao cho Tiêu Phàm. Sợ, ta đương nhiên sợ, nhưng ta còn chưa đến mức dựa vào tính mệnh nữ nhân của ta để bảo vệ mình. Tiêu Phàm ngữ khí nói năng có khí phách, không kiêu ngạo không tự ti. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, sắc mặt tiểu ma nữ đỏ bừng, lúc nào ta trở thành nữ nhân của ngươi, ta còn chưa có đáp ứng đó. Bất quá bây giờ, tiểu ma nữ tự nhiên sẽ không vạch trần Tiêu Phàm. Ngược lại có chút cốt khí. Diệp Thệ Thủy thản nhiên nói, thần sắc thập phần bình tĩnh, bất quá chỉ dựa vào cốt khí còn chưa đủ, cái thế giới này, cốt khí có thời điểm không đáng một đồng. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Thệ Thủy nói đạo lý này, thế giới này, chỉ có thực lực và nắm đấm mới có thể làm chúa tể tất cả. Cái gọi là cốt khí trong mắt rất nhiều người chỉ là một chuyện cười. Tiêu Phàm cũng rõ ràng, nếu như bản thân không có cho Diệp Thệ Thủy một đáp án hài lòng, nghênh đón hắn khả năng chính là tử vong. Nếu như ta có thể chữa cho tiểu ma nữ thì sao? Hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mặc dù hắn hiện tại không biết tiểu ma nữ xảy ra vấn đề gì, nhưng Tiêu Phàm đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin, nếu như chị không tốt cho tiểu ma nữ, hắn cũng không dự định sống nữa. Quả nhiên, Tiêu Phàm lời này vừa nói ra, Diệp Thệ Thủy trong nháy mắt níu cổ áo Tiêu Phàm, sát khí nặng nề nói, ngươi nói cái gì? Nếu để cho người nhìn thấy đường đường Diệp gia gia chủ Diệp Thệ Thủy thất thố như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Ta nói, ta có thể chữa cho khỏi cho tiểu ma nữ. Tiêu Phàm gần như gần từng chữ một, ngữ khí thập phần khẳng định, trong lòng hắn cũng buông lỏng một hơi. Diệp Thệ Thủy quan tâm an nguy tiểu ma nữ như thế, chí ít cũng không vô tình như vậy như vậy. Nghe vậy, Diệp Thệ Thủy đem Tiêu Phàm như ném rác rưởi ném ra, mặt coi thường nói, cửu phẩm luyện dược sư đều không biết thi vũ bệnh gì, chỉ bằng ngươi một tên chiến đế sơ kỳ nho nhỏ có thể chữa. Thật đúng là tự đại mù quáng, ngươi không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, ngươi chưa thấy qua ta, lại có thể một câu kết luận năng lực ta. Đường đường Diệp gia gia chủ liền chỉ có điểm ấy ý chí. Tiêu Phàm cũng thập phần không khách khí nói ra, trong giọng nói đều là chi ý châm chọc. Cha, Tiêu Phàm, tiểu ma nữ vô cùng nóng nảy, hắn sợ Diệp Thệ Thủy một tay đem Tiêu Phàm phiến chết. Hay cho một người không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu. Diệp Thệ Thủy kinh dị nhìn Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến người trẻ tuổi lại còn có thể nói dạng này, chẳng lẽ hắn thật có mấy phần bản sự. Làm cho Diệp Thệ Thủy kinh dị nhất là, dưới ý chí uy áp bàng bạc bản thân hắn còn có thể thản nhiên đối mặt, riêng phần khí phách này, bên trong một đời trẻ tuổi cũng rất ít có người có thể làm được. Về phần phía sau lời nói khích tướng, Diệp Thệ Thủy hoàn toàn xem như không nghe thấy, chẳng biết tại sao, hắn đối với người trẻ tuổi này có chút hứng thú. Cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian, nếu như ngươi có thể nói ra, ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Thệ Thủy ngữ khí lạnh như băng nói. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn hiện tại chỗ nào biết tiểu ma nữ rốt cuộc là vấn đề gì, hắn chỉ đại khái suy đoán mà thôi. Không đúng, Diệp Thệ Thủy nếu hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn biết rõ vấn đề tiểu ma nữ? Vẫn là hắn cho dù biết vấn đề tiểu ma nữ cũng căn bản thúc thủ vô sách. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một cái, khẽ cắn môi thốt ra 4 chữ, hồn tộc huyết mạch. Lời này vừa nói ra, Diệp Thệ Thủy bỗng nhiên biến sắc, một cỗ hồn lực rộng lớn đột nhiên bao phủ cả tòa tiểu viện, nhìn một động tác thấy Diệp Thệ Thủy, trong lòng Tiêu Phàm thầm cười.
Ngươi làm sao biết? Diệp Thệ Thủy đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm, tựa như Tiêu Phàm không nói ra được như thế, hắn liền sẽ lập tức giết chết Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, hắn nào nghĩ đến Diệp Thệ Thủy vậy mà thực sẽ động sát cơ, bất quá trong lòng hắn vẫn có chút may mắn, chí ít hắn đã nói đúng. Tiểu ma nữ nắm giữ chiến hồn bát phẩm Ngân Hoàng Đằng, thiên phú không tồi, hơn nữa nàng vẫn là đệ tử Diệp gia, cho dù là con thứ, tài nguyên không đủ nhưng đã sớm đột phá chiến hoàng, thậm chí chiến đế mới đúng. Tiêu Phàm nuốt nước miếng, chỉnh lý ý nghĩ cùng ngôn ngữ. Tiếp tục nói, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu ma nữ, nàng vẫn chỉ là chiến sư cảnh, thân làm đệ tử Diệp gia, điều này liền không hợp lý. Nếu như tiểu ma nữ trước đó sinh hoạt tại đế triều khác có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng trong khoảng thời gian này, tiểu ma nữ trở lại Vô Song Thánh Thành, hơn nữa nơi này tràn đầy hồn lực như thế, hơn một năm nàng vẫn chỉ là chiến vương cảnh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tiểu ma nữ nói cho ta biết, nàng tu luyện đầy đủ nhưng tiến bộ chậm chạp, hồn lực bị thôn phệ. Vừa rồi ta dò xét thể nội tiểu ma nữ, hồn hải nàng rất bình thường. Cho nên hẳn không có chiến hồn thôn vệ hồn lực, tối thiểu nhất tạm thời không có, cho nên vấn đề có khả năng nhất đến từ huyết mạch. Mà có thể thôn vệ hồn lực huyết mạch chỉ có hồn tộc huyết mạch trong truyền thuyết, chỉ là hồn tộc huyết mạch quá mức thưa thớt, chiến hồn đại lục rộng lớn đoán chừng cũng không có quá 10 người. Tiêu Phàm một hơi nói cho hết, khó được là Diệp Thệ Thủy cũng không quấy dày, ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xé ra hảo hảo nghiên cứu một phen. Chỉ bằng những cái này, người kết luận Thi Vũ nắm giữ hồn tộc huyết mạch. Diệp Thệ Thủy híp hai mắt, hắn phát hiện, bản thân có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Không sai, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tiêu Phàm gật đầu, lại lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không nói, ta có tu la truyền thừa ghi chép tin tức tham khảo. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng khẳng định, bản thân đoán đúng, bằng không Diệp Thệ Thủy cũng không có phản ứng như vậy. Liên quan tới hồn tộc huyết mạch, người biết rõ bao nhiêu? Diệp Thệ Thủy ngưng tiếng nói. Không nhiều, hồn tộc huyết mạch tựa như một cái động không đáy, nhất định phải thu nạp vô tận hồn lực mới có thể thức tỉnh, chủ yếu nhất là, nó hấp thu hồn lực nhất định phải cùng huyết mạch sinh ra cộng minh. Tiêu Phàm cũng lắc đầu, hắn cũng thập phần đau đầu, những tin tức này vẫn là hắn từ trong tu la truyền thừa lấy được. Chẳng lẽ thật không có biện pháp? Diệp Thệ Thủy cau mày một cái. Tâm thần tựa như căn bản không ở trên người Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, hắn có vẻ như quan tâm cũng không phải là tiểu ma nữ, mà là hồn tộc huyết mạch, tiểu ma nữ có thể có đãi ngộ hiện tại, đoán chừng cũng là bởi vì hồn tộc huyết mạch. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ bên trong người gia tộc, vì cái gọi là lợi ích liền thân tình đều không có thế sao? Bất quá hắn cũng rất rõ ràng hồn tộc huyết mạch cường đại. Bởi vì hồn tộc huyết mạch một khi thức tỉnh, giác tỉnh giả công kích linh hồn sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn có thể tùy ý thức tỉnh chiến hồn cường đại. Đương nhiên, còn rất có thể có được năng lực đáng sợ khác, tựa như tu la huyết mạch tu la thần dực, hồn tộc cũng có luân hồi thần nhãn đáng sợ. Có lẽ có một biện pháp. Tiêu Phàm ngẫm lại nói. Biện pháp gì? Diệp Thệ Thủy không chút do dự hỏi. Thánh hồn đan. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, thánh hồn đan ẩn chứa hồn lực rộng lớn, có thể tăng phẩm giai chiến hồn lên, có lẽ có tỷ lệ nhất định có thể làm cho hồn tộc huyết mạch tiểu ma nữ thức tỉnh. Tiêu Phàm vừa nói, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thệ Thủy, sợ bỏ lỡ cái gì. Thánh hồn đan thưa thớt biết bao, cho dù thần dược các đoán chừng cũng không có, muốn lấy được vô cùng gian nan. Diệp Thệ Thủy thở dài một hơi, vấn đề này hiển nhiên hắn đã từng nghĩ tới. Tiểu tử ngươi đi đi. Tiêu Phàm còn chuẩn bị nói cái gì, Diệp Thệ Thủy đột nhiên khoát tay một cái nói. Diệp gia chủ, sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa, hắn nào sẽ nghĩ đến Diệp Thệ Thủy nói trở mặt liền trở mặt, đây cũng quá nhanh, vô luận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chữa cho tiểu ma nữ. Vô luận Diệp Thệ Thủy đối với hắn là thái độ gì, Tiêu Phàm đều không quan tâm, hắn chỉ muốn tiểu ma nữ sống sót. Lấy tình huống thân thể tiểu ma nữ hiện tại, đoán chừng sống không được 3 tháng, Tiêu Phàm làm sao có thể không vội. Bản thân cố gắng hơn 1 năm, thật vất vả mới nhìn thấy tiểu ma nữ, tính mạng tiểu ma nữ cũng đã như ngàn cân treo sợi tóc, việc này Tiêu Phàm làm sao tiếp nhận. Dù là liều mạng này, Tiêu Phàm cũng sẽ không vứt bỏ tiểu ma nữ.
nhưng Diệp Thệ Thủy căn bản không cho hắn cơ hội, một cỗ lực lượng to lớn tác dụng trên người Tiêu Phàm căn bản bất lực phản kháng, cỗ lực lượng này so với ý chí uy áp trước cường đại quá nhiều. Diệp gia chủ, thà hủy 10 tòa miếu không được hủy một cọc dưới, bọn hắn nếu lưỡng tình tương duyệt, cần gì phải ép buộc đâu. Khóe miệng Tiêu Phàm tràn ra một tia máu tươi, mắt thấy hắn sắp tiếp nhận không được, đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn thập phần phiêu miểu quanh quẩn tại hư không. Hô một tiếng, không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen còng xuống, nhìn thấy bóng đen này, trong mắt Diệp Thệ Thủy lóe lên vẻ khác lạ. Lô Chiến, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Thệ Thủy hơi nhíu mày, trong mắt hơi có chút kiêng kỵ. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bóng đen không trung, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, mình hình như không biết người tên Lô Chiến mà, đối phương làm sao biết mà giúp mình. Thiên hạ này to lớn, có nơi nào ta không đi được sao? Lô Chiến thản nhiên nói, lúc nói ra lời này, lưng hắn tựa như cứng chắc rất nhiều, giống như một cây thanh tùng vạn năm. Huyết Lâu ngươi có vẻ như quản quá rộng rồi đấy. Diệp Thệ Thủy thập phần không thích, đây là gia sự Diệp gia, không tới phiên ngươi tới quản. Huyết Lâu, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ khác lạ, Lô Chiến lão giả này là người Huyết Lâu. Vậy chỉ cần Hắc Bào lão giả Lô Chiến biết mình ở chỗ này thì sẽ không cần sợ nguy hiểm nữa. Lão hủ chỉ là nhìn không được mà thôi, nữ oa ngươi không phải một tháng sau có tỷ võ chiêu thân sao? Người trẻ tuổi có vẻ như cũng có cơ hội thử xem. Lô Chiến thản nhiên nói. Chỉ bằng hắn cũng muốn cùng đám người Chiến Thiên Long, Công Tôn Dạ, Sở Nhãn Nam so sánh. Diệp Thệ Thủy mặt coi thường, dù Tiêu Phàm có thể thản nhiên đối mặt hắn, Diệp Thệ Thủy vẫn không cho rằng hắn có thể cùng thiên tài Thánh Thành so sánh. Hắn thưởng thức Tiêu Phàm làm người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý để Tiêu Phàm làm con rể hắn. Nữ nhi Diệp Thệ Thủy làm sao cũng phải gả cho người môn đăng hộ đối, con rể hắn nhất định phải thuộc về siêu cấp thiên tài bát đại thế gia. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm đáng sợ, hắn phát hiện thực lực bản thân vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ở Vô Song Thánh Thành, hắn miễn cưỡng chỉ là thiên tài mà thôi, nhưng Tiêu Phàm không chịu thua chủ, trầm giọng nói, chiếu ý ngươi, chỉ cần ta đem Chiến Thiên Long, Công Tôn Giả cùng Sở Nhãn Nam đánh ngã, ngươi liền không ngăn cản ta nữa. Ta biết ngươi đánh bại Lôi Hạo, nhưng đây không phải vốn liếng ngươi đủ để tự ngạo, ngươi đem bọn hắn đánh ngã, chiếm lấy ba hạng đầu Nam vực đại bỉ lại nói. Hiện tại ngươi còn không có tư cách cùng ta nói chuyện. Xem trên mặt mũi Lô Chiến, hôm nay không so đo với ngươi, nếu lại đến nơi này, ta sẽ cắt hai chân ngươi. Diệp Thệ Thủy hất áo bào, hừ lạnh một tiếng nói, trong đôi mắt lóe qua sát khí nồng đậm. Nắm đấm Tiêu Phàm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thệ Thủy, trong lòng tràn ngập khát vọng đối với thực lực, hắn biết có Diệp Thệ Thủy, muốn đem tiểu ma nữ đi là không có khả năng. Sau đó lại quay người nhìn về phía tiểu ma nữ, chiếu cố bản thân thật tốt, ta nhất định tìm biện pháp tới cứu nàng, chờ ta. Tiểu ma nữ nhẹ nhàng gật đầu, ân một tiếng, một năm cũng chờ rồi, còn quan tâm một hai tháng sao. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, quay người rời đi, chẳng qua là khi hắn quay người, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thệ Thủy, gần như gần từng chữ một, Tiêu Phàm ta thề với trời, đợi ta quân lâm thiên hạ không ai dám ngăn ta. Diệp Thệ Thủy ngươi cũng không được. Tiêu Phàm ta thề với trời, đợi ta quân lâm thiên hạ không ai dám ngăn ta. Diệp Thệ Thủy ngươi cũng không được. Lời nói bá đạo mà tùy tiện vang vọng thật lâu trong hư không, Diệp Thệ Thủy cùng Lô Chiến hai người con ngươi hơi hơi co rụt lại, khí thế bá đạo, liền hai người bọn hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Kẻ này thực chỉ là một nam tử 18 tuổi đại sao. Khí thế kia, tự tin kia. Phóng nhãn cả tòa Vô Song Thánh Thành có mấy người có thể so sánh. Không biết còn tưởng rằng là lão quái vật phản lão hoàn đồng, tiểu ma nữ một bên ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm, một mặt tự hào, tựa như lại nói, đây mới là nam nhân ta một mực chờ đợi. Hừ, ngươi nếu có thể quân lâm thiên hạ, Diệp gia cũng không dám không theo, đáng tiếc, bao nhiêu thiên tài đã từng nói qua lời nói hùng hồn, cuối cùng đều hóa thành bụi bặm. Diệp Thệ Thủy mị mị hai mắt, lạnh rên một tiếng nói. Đa tạ tiền bối, ân ngày hôm nay, ngày sau Tiêu Phàm gấp trăm lần hoàn lại. Tiêu Phàm hướng về phía lão giả Lô Chiến hơi thi lễ, hôm nay nếu như không có Lô Chiến đột nhiên xuất hiện, Tiêu Phàm còn chưa chắc có thể đi ra tiểu viện của tiểu ma nữ. Bất quá nhìn thấy tiểu ma nữ,
Trong lòng Tiêu Phàm đã hài lòng, hắn bây giờ muốn làm, chính là muốn chiếm lấy ba hạng đầu Nam vực Đại Bỉ. Sau đó lại tham gia tỷ võ chiêu thân tiểu ma nữ, đương nhiên, trọng yếu nhất là tìm phương pháp chữa cho tốt tiểu ma nữ. Tiểu hòa tử, ta coi trọng ngươi. Lô Chiến mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Thệ Thủy nói, Diệp Thệ Thủy, thực vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn, ngươi kém chút mất đi một con rể tốt. Hừ, Diệp Thệ Thủy hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể từ trong miệng Tiêu Phàm biết được biện pháp thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, nhưng từ đầu đến cuối lại công dã tràng. Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm mặc dù không phải con rể hoàn mỹ trong lòng Diệp Thệ Thủy nhưng hắn vẫn đối với Tiêu Phàm không hận nổi, ngược lại còn có chút thưởng thức. Chỉ là hắn thân làm Diệp gia gia chủ, tiểu ma nữ thân làm tiểu công chúa Diệp gia, luận thân phận, luận địa vị, Tiêu Phàm đều không xứng với tiểu ma nữ. Nếu như tiểu ma nữ thực gả cho Tiêu Phàm, sẽ bị mấy đại thế gia khác giễu cợt. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thệ Thủy tại sao không nguyện ý để Tiêu Phàm cùng với tiểu ma nữ, nói đến cùng vẫn là lòng tự trọng. Hắn không biết là, chính bởi vì lời nói Diệp Thệ Thủy mới để cho Tiêu Phàm thấy rõ đường đi về sau. Chờ ta, Tiêu Phàm thật sâu nhìn tiểu ma nữ, trong lòng hết sức không muốn, tiện tay ném cho tiểu ma nữ một chiếc hồn giới, truyền âm cho tiểu ma nữ nói. Đợi ta quân lâm thiên hạ, cho ngươi hồng y kinh hoa, vạn bang đến chúc. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm dứt khoát quay đầu rời đi, tiểu ma nữ thật sâu gật đầu, ức chế lấy nước mắt hạnh phúc trong hốc mắt, nàng biết Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Ngắm nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, tiểu ma nữ thầm nghĩ trong lòng, yên tâm, trừ phi ta chết, đời này ngoài người ra ta sẽ không lấy một ai khác. Chẳng lẽ ta thực sự nhìn lầm? Diệp Thệ Thủy híp hai mắt. Trong lòng có một phen tư vị. Lô Chiến mang theo Tiêu Phàm rời đi, trên đường đi, ngược lại cũng thông suốt, hai người rất nhanh liền rời Thượng Trọng Thiên, xuất hiện ở trên đường phố Hạ Trọng Thiên. Tiểu hòa tử, có cảm thụ gì? Lô Chiến nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, cười nói, chỉ là nụ cười thập phần khó coi, khiến cho người ta có chút sợ hãi. Phải mạnh lên, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, hồi lâu mới nói ra ba chữ. Hắn phát hiện, thực lực bản thân vẫn còn thiếu rất nhiều, trước mặt cường giả chân chính không có lực phản kháng chút nào, như là sâu kiến, chỉ có mạnh lên mới có thể đem tất cả dẫm ở dưới chân. Chỉ mạnh lên thôi sao? Lô Chiến lại hỏi, thanh âm có chút phiêu miểu, lúc Tiêu Phàm nhìn lại, hắn đã không thấy tăm hơi, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ là mạnh lên thôi sao? Tiêu Phàm cũng để tay lên ngực tự hỏi, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì? Thực lực ta không có, thế lực ta cũng không có, thân làm gia chủ bát đại thế gia làm thế nào coi trọng ta đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, bất quá rất nhanh con ngươi trở nên kiên nghị. Thực lực, ta có thể có, thế lực, ta cũng đồng dạng có thể có. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong mắt tinh quang bạo phát. Sau một khắc, trên người Tiêu Phàm tản ra một cỗ khí thế đáng sợ, kiếm khí tung hoành. Cả người dường như tiến vào một loại cảnh giới không linh. Thật đúng là thiên phú tuyệt luân, liền có chỗ lĩnh ngộ. Âm thầm một đạo thanh âm phiêu miểu vang lên, Lô Chiến cũng không rời đi, mà là âm thầm chú ý Tiêu Phàm. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà chẳng những không có bị Diệp Thệ Thủy đả kích, ngược lại càng ngày càng kiên nghị, Tiêu Phàm nghiễm nhiên chính là một chuôi tuyệt thế thần kiếm, càng mài càng sắc bén. Lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt. Trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, âm thầm trầm ngâm nói, tu la ý chí chân chính, gặp mạnh càng mạnh. Rốt cục đụng chạm đến ngưỡng cửa nhị trọng, Diệp gia gia chủ, thật đúng là cảm tạ ngươi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, mặc dù hắn rất muốn lập tức lĩnh ngộ tu la ý chí nhưng nơi này cũng không phải là nơi tu luyện tốt. Có một phương hướng, Tiêu Phàm cũng tin tưởng bản thân rất nhanh liền có thể chân chính lĩnh ngộ nhị trọng tu la ý chí. Trở lại khách sạn, Vân Khê vẫn trong sân chờ đợi, bất quá Tiêu Phàm vẻn vẹn đánh một cái bắt chuyện liền tiến vào gian phòng của mình, rất mau tiến vào trạng thái nhập định. Thời gian Nam vực Đại Bỉ chỉ còn không đến một tháng, Tiêu Phàm không muốn lãng phí từng phút từng giây. Ngồi xếp bằng trên giường, bát trọng vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển, quanh thân Tiêu Phàm hiện lên từng đạo kim sắc quang mang, vô tận chiến hồn trải rộng quanh thân như hỏa diễm đang thiêu đốt. Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên rèn luyện hồn lực, một bên lĩnh ngộ tu la ý chí.
U linh chiến hồn hiển hiện, cùng nhau so với trước càng thêm u lãnh, tựa như có thể thôn phệ linh hồn con người, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được u linh chiến hồn biến hóa. Từ lần trước thôn phệ viên trái tim huyết sắc, u linh chiến hồn đã đến gần vô hạn bát phẩm viên mãn, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá cửu phẩm. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ bất an, cảm giác phương diện bản thân xảy ra vấn đề. Oanh, đột nhiên, một trận huyết sắc thủy triều từ thể nội Tiêu Phàm cuồn cuộn mà ra, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, trải khắp cả phòng, một cỗ khí tức tử vong, khắc nghiệt, huyết tinh tràn ngập cả phòng. Loại khí tức này cực kỳ đáng sợ, dù trong phòng Tiêu Phàm bố trí không ít hồn văn cũng vẫn áp chế không được khí tức này. Tiểu Kim, Tiểu Minh cùng Vân Khê trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong tiểu viện, kinh hãi nhìn gian phòng Tiêu Phàm, loại khí tức kia khiến bọn hắn đều phải ngạt thở. Nhị trọng tu la ý chí. Trong phòng, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, con người cũng biến thành màu đỏ, lộ ra một loại sát ý khát máu. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đem loại tâm tình tiêu cực trong đầu tất cả đều áp chế xuống dưới. Chiến đế cảnh, mỗi một cảnh giới quả nhiên chênh lệch rất lớn, bằng vào nhị trọng tu la ý chí, đoán chừng có thể cùng ý chí chiến đế cảnh hậu kỳ liều mạng. Tiêu Phàm cảm thụ được thực lực, cả người vẫn như cũ thập phần tự tin. Hắn tin tưởng, bản thân một ngày nào đó có thể đạt tới cấp độ diệp thệ thủy, thậm chí vượt qua hắn. Đợi hôm đó, bản thân lại nở mày nở mặt cưới tiểu ma nữ, ai dám ngăn cản. Chỉ là bây giờ cách ngày nào đó còn thập phần xa xôi, Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ một cái, hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là lấy ra thần bí tiểu đỉnh, mười mấy loại dược tài. Vật liệu bát phẩm thối hồn đan đã gom góp, cũng là thời điểm luyện chế, có bát phẩm thối hồn đan, thực lực còn có thể càng tiến một bước. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Tiểu Kim, Tiểu Minh cùng Vân Khê ba người bên ngoài gian phòng Tiêu Phàm chờ đợi hồi lâu, vẫn chưa từng thấy Tiêu Phàm xuất hiện, thần sắc càng ngày càng lo lắng. Ba người áp chế xúc động xông vào, lại chờ đợi một hai canh giờ, lúc này, bàn tử cùng quan tiểu thất từ đằng xa đi tới. Lão Tam hôm qua bế quan tu luyện, hôm nay tại sao còn không đi ra, hiện tại liều mạng như vậy. Bàn tử nửa đùa nửa thật nói. Hắn cũng biết áp lực Tiêu Phàm không nhỏ, muốn mang tiểu ma nữ đi, lực cản phải nhận là vô cùng lớn. Nhưng liều mạng như vậy cũng không phải biện pháp, người dù sao cũng phải nghỉ ngơi, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Giống Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, hai cái móng vuốt trước ngực khoa tay lấy, Vân Khê xem không hiểu, nhưng bàn tử cùng quan tiểu thất rất nhanh liền minh bạch. Người nói Tam ca tối hôm qua đi ra ngoài, đi đâu, có chuyện tốt gì mà không mang theo chúng ta? Quan tiểu thất bĩu môi nói. Giống. Tiểu Kim gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó lại khoa tay mấy lần. Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Kim, nụ cười trên mặt bàn tử bỗng ngưng tụ, ngươi là nói Lão Tam nhìn qua bị đả kích. Các ngươi biết hắn đi nơi nào không? Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lắc đầu, Vân Khê lại cau mày, há miệng muốn nói, mặc dù hắn không dám xác định, nhưng cũng có thể đoán được Tiêu Phàm đi nơi nào. Chỉ là hắn không biết quan hệ Tiêu Phàm cùng bàn tử bọn hắn như thế nào. Không dám tùy tiện nói cho bọn hắn, dù sao sự tình tự tiện xông vào thượng trọng thiên nói có lớn hay không, nói nhỏ không nhỏ. Nếu bị người biết được, người không may là Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Vân Khê cuối cùng vẫn không nói gì, xem như cái gì đều không biết. Như thế, đám người lại chờ đợi một canh giờ, thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng. Két, cửa phòng đột nhiên mở ra, bàn tử đám người bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng đi lên. Chỉ thấy Tiêu Phàm thập phần chật vật đi ra, mang trên mặt một nụ cười. Lão Tam, ngươi làm sao chuyện? Lại luyện đan, bàn tử cổ quái nhìn cách ăn mặc Tiêu Phàm, toàn thân đen kịt vô cùng, tựa như là từ bên trong đống than đi ra. Tiêu Phàm lấy ra một cái bình ngọc, gỡ nắp bình, một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt xông vào mũi, đám người hút một hơi thật sâu, có loại cảm giác đắc đạo thăng tiên. Đây là đan dược gì? Quan tiểu thất vội vàng đem cái mũi lại gần, hận không thể đem đan dược trong này một ngụm nuốt vào. Thối hồn đan. Thanh âm Tiêu Phàm có chút bất lực. Tiểu thất, ngươi nếu không sợ chết, liền trực tiếp nuốt mấy khỏa thử xem. Nghe được mấy chữ thối hồn đan, bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, hắn tự mình thể nghiệm qua nuốt một hai khỏa thối hồn đan, mùi vị đó không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Quan tiểu thất nghe vậy, không khỏi rút rút cổ. Hậm hực nói, nhị ca,
người xác định sẽ không lừa ta chứ? Nếu như là lão nhị, ta tin tưởng hắn có thể chịu được, tiểu ngũ ngươi còn không được. Tiêu Phàm lắc đầu, hết sức trịnh trọng nói ra. Chỉ có Tiêu Phàm rõ ràng, tư vị bát phẩm thối hồn đan không phải lục phẩm thối hồn dịch cùng thất phẩm thối hồn đan có thể so sánh. Bởi vì chiến đế cảnh lĩnh ngộ ý chí, bát phẩm thối hồn đan nói là rèn luyện hồn lực, trên thực tế là cùng một chỗ rèn luyện ý chí. Thật hay giả thế, quan tiểu thất không muốn chịu thua. Ta lần này luyện chế không nhiều, mỗi người một khỏa. Tiêu Phàm bóp chết ý nghĩ trong lòng quan tiểu thất, sau đó nhìn về phía bàn tử nói, lão nhị, đem Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng, Long Vũ bọn họ đều gọi đến đờ. Có ngay. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù hắn còn chưa đột phá chiến đế cảnh, nhưng hắn đã không kịp chờ đợi thử nghiệm thối hồn đan. Tiêu Phàm luyện chế đều là đồ tốt, vạn nhất dựa vào thối hồn đan có thể nhất cử đột phá chiến đế cảnh thì sao? Rất nhanh, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên, Long Vũ cùng Vân Phán Nhi bị bàn tử gọi tới, đám người không biết vì sao. Tiêu Phàm lấy ra một đám bình ngọc, trừ Vân Phán Nhi ra, những người khác mỗi người một khỏa, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đều có. Vân Phán Nhi không có tu vi, bát phẩm thối hồn đan đối với nàng căn bản không có tác dụng gì. Hồn lực thật là nồng nặc, công tử, đây là đan dược mấy phẩm. Vân Khê cảm thụ được hồn lực nồng đậm thối hồn đan ba động trong bình, trong lòng chấn động, nhịn không được hỏi ra. Bát phẩm thối hồn đan, đối với ngươi mà nói vừa vặn phù hợp. Tiêu Phàm cười cười. Bát phẩm đan dược, con người Vân Khê hơi hơi co rụt lại, hắn là tán tu không chỗ nương tựa, rất ít có thể thấy được bát phẩm đan dược, dù sao bát phẩm đan dược giá trị liên thành cũng không đủ. Hít sâu một cái, Vân Khê vội vàng đem bình ngọc đẩy trở về, nói ra, công tử, đan dược quá quý giá, ta không thể nhận. Vân Khê, lão tam nếu đem bát phẩm đan dược cho ngươi, chính là coi ngươi là huynh đệ, không cần thiết khước từ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, bàn tử vỗ vỗ bả vai Vân Khê nói. Trên mặt Vân Khê lộ ra vẻ thẹn thùng, lúc này Tiêu Phàm lại mở miệng nói, một khỏa đan dược mà thôi, không có quý trọng như vậy, ngươi liền yên tâm thu cất đi. Đa tạ công tử. Vân Khê cung kính thi lễ, lưng khom thành 90 độ. Nếu như nói, Vân Khê trước đó đối với Tiêu Phàm còn có chút khúc mắc nói, giờ phút này Vân Khê đã triệt để quy thuận Tiêu Phàm. Liền bát phẩm đan dược đều có thể tùy ý cho người ở chung không đến 2 ngày, đối phương cũng căn bản không tất yếu lợi dụng hắn cái gì. Tiêu Phàm cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, hắn cũng không muốn thu phục Vân Khê, chỉ là bởi vì Vân Khê là một kẻ trọng tình trọng nghĩa, nhìn hắn thuận mắt mà thôi. Đương nhiên, thêm một người bạn, dù sao cũng tốt hơn nhiều thêm một địch nhân, lấy thiên phú Vân Khê, nếu như là địch nhân, hắn cũng nhiều phiền phức hơn rất nhiều. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Lão Tam, Tiểu Ngũ, Sở Huynh, Lâu Huynh. Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, các ngươi có lẽ có thể dựa vào thối hồn đan bước vào chiến đế cảnh, thời điểm thôn phệ đan dược các ngươi tốt nhất thay phiên, tốt nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được. Bốn người hai thú đồng thời gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia tha thiết. Long Vũ một bên há miệng muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Nàng hiện tại chỉ là chiến hoàng hậu kỳ, cách chiến đế cảnh còn một đoạn đường không nhỏ phải đi. Long Vũ, người tốt nhất ổn định tại chiến hoàng đỉnh phong luyện hóa thối hồn đan, còn có hơn 20 ngày, ta tin tưởng ngươi có thể càng tiến một bước. Tiêu Phàm vừa cười nói. Được. Mặt mày Long Vũ hớn hở, Tiêu Phàm quan tâm nàng, khiến trong lòng nàng đắc ý. Nàng lại không biết, trong lòng Tiêu Phàm chỉ có thể chứa một người, hiện tại hắn muốn làm. Chính là danh chính ngôn thuận đón tiểu ma nữ, sau đó chữa bệnh cho tiểu ma nữ. Tất cả mọi người tản đi. Lúc này, Tiêu Phàm lại khoát tay một cái nói, đám người gật đầu rời đi, chỉ có bàn tử lưu lại. Lão Tam, có phải phát sinh chuyện gì hay không? Bàn tử không hổ là người quen biết Tiêu Phàm lâu nhất, gặp Tiêu Phàm trầm mặc không nói, bàn tử lại thử thăm dò nói, có phải tiểu ma nữ có vấn đề hay không? Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng tinh quang. Gật gật đầu, trước mặt bàn tử, hắn cũng không có bất kỳ dấu giếm, ngưng tiếng nói ta đã đi gặp tiểu ma nữ. Người đi thượng trọng thiên gặp tiểu ma nữ. Bàn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn rốt cục biết rõ tại sao tiểu kim thấy Tiêu Phàm trở về, là một bộ dáng bị đả kích. Gặp rồi. Tiêu Phàm gật đầu,
trên mặt hiện lên một vẻ nhu hòa, bất quá rất nhanh liền biến vô cùng băng lãnh, trịnh trọng nói, lão nhị, ta muốn kiến tạo thế lực. Kiến tạo thế lực, kiến tạo thế lực gì? Bàn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, lấy hiểu biết hắn đối với Tiêu Phàm không phải một người có dã tâm xưng bá thiên hạ. Gạch nối. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó lơ lửng từng tòa phù đảo to lớn, treo cao chân trời giống như chúa tể thiên địa. Kiến tạo một thế lực có thể quan sát tất cả. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới nói ra một câu, ngữ khí âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế ác liệt từ trên người hắn bạo phát ra, giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi. Bàn tử nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tấm lưng kia xa không thể chạm, quá siêu việt. Hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hồi lâu mới hồi phục tinh thần, vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm nói, vô luận ngươi làm cái gì, làm huynh đệ đều ủng hộ ngươi. Đa tạ ngươi, nhị ca. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn ngập tự tin. Ngươi đem bát phẩm thối hồn đan cho Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên còn có Vân Khê, liền là vì tính toán kiến tạo thế lực. Bàn tử trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, truyền âm nói. Hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm làm người, bình thường có đan dược, mặc dù Tiêu Phàm đối với huynh đệ mình thập phần hào phóng, cho tới bây giờ không có của mình quý. Nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không đem bát phẩm đan dược tặng người khác. Sở Khinh Cuồng ngạo khí trùng thiên, đoán chừng chỉ có thể trở thành bạn. Lâu Ngạo Thiên, người này trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù nhìn qua vô dục vô cầu nhưng địa vị hắn khẳng định không nhỏ, hoặc có lẽ là, Lâu gia rất thần bí, hắn không cam lòng ở dưới người khác. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn cho tới bây giờ không muốn thu phục Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên, chỉ là đem bọn hắn xem như bằng hữu mà thôi, tất cả những thứ này Tiêu Phàm nhìn rất thấu triệt. Về phần có cái gì ngoài ý muốn, vậy liền không phải Tiêu Phàm có thể đoán trước. Cũng đúng, bất quá một đường đi tới. Cùng bọn hắn cũng coi là bằng hữu, bọn hắn sẽ không đứng ở mặt đối lập với chúng ta. Bàn tử gật đầu, lập tức trong mắt lại đảo qua một vẻ ác liệt, nói, nếu như bọn hắn thực ngăn cản chúng ta, chiến thiên kích ta không có mảy may do dự. Tiêu Phàm cảm kích nhìn bàn tử một cái, nếu như trên đời này còn có ai nguyện ý để Tiêu Phàm dùng tính mệnh đi bảo hộ, tiểu ma nữ tính một, bàn tử cũng tuyệt đối là một. Đây chỉ là ta tạm thời nghĩ mà thôi. Lúc nào thực hiện còn không biết được. Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu nói. Hắn bây giờ chỉ là chiến đế cảnh sơ kỳ, ở vô song thánh thành, nhập lưu đều nói không lên, coi như kiến tạo thế lực lại tính được gì đây. Bất quá vì tiểu ma nữ, vô luận như thế nào, Tiêu Phàm đều sẽ cố gắng. Đồng dạng, cũng vì câu nói kia, đợi ta quân lâm thiên hạ không ai dám ngăn ta. Xin hỏi Tiêu Phàm có đây không? Đột nhiên. Một tiếng quát nhẹ quanh quẩn tại hư không, đem suy nghĩ Tiêu Phàm thu lại. Chỉ một thoáng, hai đạo thân ảnh từ nơi xa đạp không mà tới, vững vàng rơi vào ngoài viện Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn liền nhận ra một người trong đó, chính là Lôi Hạo bị hắn gây thương tích. Bên người Lôi Hạo đứng đấy một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng óng, chính là Lôi gia đại trưởng lão Lôi Cửu. Nhìn thấy Lôi Hạo, thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, cảnh giới tới cực điểm. Lôi Hạo ngược lại không sợ, nhưng Lôi Cửu này lại khiến Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực rộng lớn. Hô hô, lần lượt từng bóng người thoáng hiện, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên, Long Vũ đám người quay lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người Lôi ra tới. Tiêu Phàm, người muốn như thế nào mới có thể rút ra ba cây kim châm trong cơ thể ta? Lôi Hạo trước tiên mở miệng nói, ngữ khí rất lạnh, rất ngạo, tựa như hắn căn bản không phải đi cầu Tiêu Phàm. Mà là mệnh lệnh. Ngươi cầu người với bộ dáng này sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thả lỏng một hơi, xem ra là không ai có thể giải quyết vấn đề Lôi Hạo. Bọn hắn tới đây cũng không phải là vì tìm Tiêu Phàm hắn gây phiền phức, mà là vì tỏa hồn châm trong thể nội Lôi Hạo. Nguyên bản Lôi gia gia chủ Lôi Cô Vân chuẩn bị tự mình đến, về sau lại không muốn bị người phía dưới phát hiện đến đây tìm Tiêu Phàm. Dù sao, Lôi Cô Vân cũng là gia chủ bát đại thế gia. Nếu như thấp kém đi cầu xin Tiêu Phàm, Lôi gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Để gia chủ Lôi gia cầu xin một kẻ ngoại lai, Lôi Cô Vân không thể làm ra việc này. Đương nhiên, nếu như Lôi Cửu mang theo Lôi Hạo không công mà lui,
Lôi gia cũng có đường xoay sở, đến thời điểm Lôi Cô Vân vì Lôi Hạo, nhất định sẽ tự mình đến. Chỉ là kể từ đó, vô luận Tiêu Phàm là thân phận gì, hắn đoán chừng đều chỉ có một con đường chết. Ngươi, Lôi Hạo gầm giống tức giận, nguyên bản hắn coi là Sở Văn Hiên, sư tôn Vân Tranh có thể rút ra ba cây tỏa hồn châm, nhưng mà khiến hắn thất vọng là, Sở Văn Hiên cũng không thể làm gì. Sở Văn Hiên rời đi, chỉ để lại một câu nói, việc này lão phu bất lực, cởi chuông phải do người buộc chuông. Lôi Hạo liền phát mộng tại chỗ, đành phải nén giận đến nơi này cầu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiểu hữu, oan gia nên giải không nên kết. Lôi Cửu vội vàng ngăn trước người Lôi Hạo, cười nói, Hạo nhi đắc tội tiểu hữu, nó đã có trừng phạt, nếu như ngươi tức giận còn chưa tan, có thể đưa ra điều kiện. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn không tin người Lôi gia nói chuyện tốt như vậy, đáy mắt Lôi Cửu lộ ra quang mang băng lãnh, tên này tuyệt đối là một kẻ khẩu Phật tâm xà. Tiền bối nói đúng, oan gia nên giải không nên kết. Tiêu Phàm ngẫm lại, thập phần chân thành nói, bất quá vãn bối tức giận còn có chút chưa tan. Ngươi muốn cái gì, cứ nói thẳng đi. Lôi Hạo không có tính tình tốt, Tiêu Phàm rõ ràng là chuẩn bị ăn vạ, bất quá hắn cũng không tin Tiêu Phàm dám dùng công phu sư tử ngoạm. Lôi huynh thật là sảng khoái, xem ra huynh cũng là người hào sảng. Tiêu Phàm cười nói, ta điều kiện không nhiều, chỉ có hai cái. Tiêu tiểu hữu mời nói. Lôi Cửu liền vội vàng kéo Lôi Hạo, sợ hắn đem sự tình làm hư, lại truyền âm Lôi Hạo nói, Hạo nhi, hết thảy chờ giải quyết vấn đề của ngươi, ở Vô Song Thánh Thành, hắn chạy không thoát. Con ngươi Lôi Hạo vô cùng băng lãnh, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã không biết chết bao nhiêu lần. Điều kiện thứ nhất rất đơn giản, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cửu phẩm linh dược, muốn một gốc cửu phẩm tử vận Long Hoàng Tham sử dụng. Đương nhiên, có hai gốc là tốt nhất. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình thản nói. Cửu phẩm linh dược, ngươi cho rằng là cỏ dại à, một gốc đã trăm năm khó gặp, còn hai gốc. Lôi Hạo giận dữ hét, hận không thể rút gân, lấy ra Tiêu Phàm. Lôi Cửu cũng rất không thể một cái tát chết Tiêu Phàm, bất quá vẫn nén giận nói, được, một gốc cửu phẩm tử vận Long Hoàng Tham, lão phu nhất định thay ngươi lấy, điều kiện thứ hai. Một gốc cửu phẩm tử vận Long Hoàng Tham đối với gia tộc khác mà nói đều rất chân quý, xưng là chấn tộc chi bảo cũng không đủ, nhưng đối với Lôi gia một trong bát đại thế gia lại không tính là thương cân động cốt. Không hổ là thế gia. Tiêu Phàm cảm thán nói, bất quá lời này trong mắt Lôi Cửu cùng Lôi Hạo lại cực kỳ chói tai, tựa như châm chọc bọn hắn. Trong lòng Tiêu Phàm thì vô cùng kích động, vừa mới dọa dẫm công tôn Lôi tốn 20 vạn cực phẩm hồn thạch để lấy Chu Túy Vân Tiên Thảo. Hiện tại Lôi gia rốt cuộc lại chuẩn bị đưa tới tử vận Long Hoàng Tham. Túy Vân Tiên Thảo luyện chế thành bát phẩm thối hồn đan, nếu có tử vận Long Hoàng Tham, Tiêu Phàm tự tin có thể luyện chế ra bát phẩm luyện thể đan, đến thời điểm đó thực lực tất nhiên càng tiến một bước. Còn có một điều kiện, thần sắc Lôi Cửu không thay đổi, chỗ sâu đáy mắt lấp lóe sát khí. Tiêu Phàm không nhanh không chậm, hắn như thế nào không biết, một khi rút tỏa hồn châm thể nội Lôi Hạo, Lôi gia nhất định sẽ xuất thủ Lôi đình đối với hắn, Tiêu Phàm sẽ không tự tìm đường chết. Điều kiện thứ hai, kỳ thật căn bản không tính điều kiện, xem như đưa cho các ngươi. Nhìn thấy Lôi Hạo khí cấp công tâm, Tiêu Phàm rốt cục lười biếng nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Lôi Hạo quát lên. Một bên Lôi Cửu cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này quả nhiên không phải nhân vật dễ dàng ứng phó, cảm xúc Hạo nhi một mực bị hắn nắm bắt. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, không những không giận mà còn cười nói, chỉ cần Lôi gia tuyên cáo, ta cứu Lôi Hạo, Lôi gia ngươi sẽ không lấy oán trả ơn ứng phó ta, bằng không lời sẽ trời tru đất diệt, đoạn tử tuyệt tôn, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta không nói hai lời liền chữa cho Lôi Hạo. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, dám chớ chú Lôi gia. Lôi Hạo giận dữ hét lớn, nếu như không phải là bị phong ấn hồn hải mà nói, hắn sớm đã ra tay đánh nhau. Ngay cả Lôi Cửu cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, lại dám nói lời dạng này, điều kiện như vậy còn nói là tặng không. Vạn nhất một ngày kia, Lôi gia cùng Tiêu Phàm ngươi đánh nhau thì sao? Cũng không phải Lôi Cửu sợ lời thề, tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, sẽ không tin tưởng cái gì trời tru đất diệt. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút tiếp thu không được, bản thân Lôi gia đường đường là bát đại thế gia,
dựa vào cái gì bị một tiểu tử từ bên ngoài đến uy hiếp? Đã không đáp ứng, vậy liền không bàn nữa. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không quan trọng. Mặc dù mặt ngoài Tiêu Phàm duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cực kỳ tâm thần bất định, ai biết Lôi Gia có thể trực tiếp động thủ hay không. Có thể nói, Tiêu Phàm hoàn toàn là đang đánh cược, cược Lôi Cửu không dám xuất thủ đối với hắn, nếu như bọn hắn có tự tin rút ra tỏa hồn châm cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lôi Cửu híp hai mắt, áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng nói, nhưng trong lòng bổ sung một câu, Lôi Gia ta không đối phó ngươi, ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể sống sao? Cái thế giới này, giết người căn bản không cần bản thân xuất thủ. Điểm này, bản thân Tiêu Phàm cũng nghĩ đến, hắn muốn chính là Lôi Gia sẽ không trắng trợn ứng phó hắn, về phần âm thầm tìm sát thủ, Tiêu Phàm cũng không có khả năng ngăn cản. Dù sao, Tiêu Phàm rõ ràng, Lôi Gia cùng Diêm La Phủ một trong tam đại tổ chức sát thủ liên kết, năm đó Mộ Dung gia tộc chính là bị bọn hắn tiêu diệt. Tại hạ tự nhiên nói lời giữ lời. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, nếu như các ngươi muốn để cho ta nhanh chữa cho Lôi Hạo, vậy liền để cho ta mau chóng nhìn thấy tử vận Long Hoàng Tham, cùng việc Lôi Gia tỏ rõ cho cả tòa Vô Song Thánh Thành biết. Ngươi hiện tại rút ra ba cây châm ra, tử vận Long Hoàng Tham cùng bố cáo, hôm nay ngươi đều sẽ thấy. Ngữ khí Lôi Hạo lạnh như băng nói, hắn đã không kịp chờ đợi rút ra tỏa hồn châm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu. Làm sao, ngươi không tin ta? Hay là không tin Lôi Gia? Lôi Hạo thấy thế, nghiến răng nghiến lợi nói, bản thân Lôi Gia là bát đại thế gia, chẳng lẽ còn lừa một tiểu tử nghèo ngươi sao? Ta đều không tin. Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc nói, thật đúng là tức chết người không đền mạng. Ngươi, khụ khụ Lôi Hạo tức giận kém chút phun ra một ngụm huyết, chỉ cảm thấy một trận đau gan, trong lòng giận mắng, tiểu tử này thật đúng là khó chơi, chờ ngươi rút ra ba cây kim châm, nhìn ngươi chết như thế nào. Chẳng lẽ ta nói sai? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nói, vẻ mặt này Lôi Cửu cùng Lôi Hạo nhìn đến không thể nghi ngờ là Tiêu Phàm miệt thị đối với Lôi Gia hắn. Liền bát đại thế gia đều không tin được, còn có thể tin cái gì? Bất quá theo Tiêu Phàm, bát đại thế gia đúng thật không có uy tín gì, huống chi Lôi Gia. Lôi Gia trước kia thần phục Mộ Dung gia tộc, cuối cùng không phải là đem Mộ Dung gia tộc diệt sạch hay sao? Nói trở lại, mẫu thân Tiểu Kim vẫn là bởi vì Lôi Gia mới tử vong, mối thù này, Tiêu Phàm còn ghi tạc trong lòng. Một bên Tiểu Kim một mực trợn mắt nhìn, nếu như không phải bởi vì Tiêu Phàm âm thầm một mực trấn an nó, Tiểu Kim đã sớm nổi bão. Ban Tử, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng đám người tâm đã sớm nhảy lên cổ họng, bọn hắn sợ Lôi Cửu tức giận, trực tiếp đem Tiêu Phàm giết chết. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Lôi Hạo không biết nói gì, còn muốn nói cái gì lại bị Lôi Cửu cắt ngang, nói cáo từ. Để lại một câu nói, Lôi Cửu mang theo Lôi Hạo đạp không bay lên, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Lúc này, đám người Bàn Tử hít sâu mấy hơi, tảng đá lớn đặt ở trong lòng rốt cục rơi xuống, mấy người phía sau sớm đã mồ hôi đầm đìa, may mắn là Lôi Cửu cũng không có nổi giận. Tiêu Phàm cũng không ngoài như vậy, trước mặt Lôi Cửu hắn căn bản không phản kháng được, đương nhiên, nếu như Lôi Cửu dám xuất thủ, Tiêu Phàm tất nhiên trước tiên giết chết Lôi Hạo. Ba cây tỏa hồn châm thể nội Lôi Hạo không chỉ riêng là tỏa hồn châm, mà còn là bùa đòi mạng. Khiến mọi người lo lắng. Tiêu Phàm nhìn đám người, nói xin lỗi, đám người khẽ lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lão Tam, ta bế quan mấy ngày, muốn mau chóng đột phá chiến đế cảnh. Bàn Tử để lại một câu nói liền quay người rời đi, trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Mặc dù thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, tự tin có thể chém giết chiến đế cảnh trung kỳ, nhưng ở Vô Song Thánh Thành vẫn còn thiếu rất nhiều. Cường giả Vô Song Thánh Thành vô luận là công pháp chiến kỹ hay là tố chất thân thể, cùng độ tinh thuần hồn lực, đều xa không phải một đám chiến đế cảnh đế triều có thể so sánh. Càng không cần nói cao thủ tuyệt thế Lôi Cửu dạng này, nếu như Lôi Cửu muốn giết bọn hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ. Ta cũng muốn bế quan. Quan Tiểu Thất hít sâu một hơi, theo Bàn Tử rời đi. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cũng hơi gật đầu ra hiệu rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Vân Khê, Long Vũ, cùng Tiểu Kim, Tiểu Minh. Vân Khê, Long Vũ, các ngươi vẫn rời đi đi, lưu ở chỗ này tương đối nguy hiểm. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, đối mặt Lôi Gia,
chỉ là sự tình bản thân hắn, Tiêu Phàm không muốn liên lụy hai người. Công tử, người quá xem thường Vân Khê ta, ta sẽ không rời đi. Vân Khê không chút do dự nói. Long Vũ càng lắc đầu, cười nói, dù sao đời ta đã ỷ lại vào ngươi, người đuổi ta cũng không đi đâu. Trong lòng Tiêu Phàm cười khổ một hồi, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, chúng ta đã sớm không thiếu nợ nhau, hơn nữa, trong lòng ta đã có một người, rốt cuộc không dung được ai khác. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền một mình hướng gian phòng của mình đi đến, trên mặt Long Vũ lộ ra vẻ buồn bã, khiến cho người ta nhịn không được trìu mến. Tiêu Phàm mặc dù đi vào phòng, nhưng hồn lực cũng bắt được biểu cảm Long Vũ. Ánh mắt hắn phức tạp, hít sâu một hơi nói, kiếp này, Tiêu Phàm ta chú định thiếu ngươi. Long tỷ tỷ. Trong sân, Vân Phán Nhi thập phần không đành lòng nhìn Long Vũ, vốn định an ủi một phen. Nhưng mà, Long Vũ đột nhiên lại khôi phục tự tin thường ngày, nói, Tiêu Phàm, ta sẽ không buông tha, nếu như ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền sẽ không đuổi ta có đúng không? Vừa dứt lời, Long Vũ liền quay người rời đi, Vân Khê cho Vân Phán Nhi một cái ánh mắt, Vân Phán Nhi vội vàng cùng đi theo. Tiêu Phàm đưa lưng về phía cửa phòng, lúc này, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đi tới, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, rất có vài phần ý trách cứ. Ngươi cũng trách ta đuổi Long Vũ, Tiêu Phàm chậm chạp nói, ta ngay cả tiểu ma nữ đều bảo hộ không được, làm sao có thể bảo vệ tốt Long Vũ đây? Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng. Khoa tay mấy lần, nhè răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang. Tiêu Phàm thấy thế, sờ sờ đầu Tiểu Kim, trong mắt lóe lên một vòng lệ quang, nói yên tâm, thù mẫu thân ngươi, chúng ta sẽ báo, không chỉ Lôi Gia, còn có Diêm La Phủ. Người Lôi Gia mặc dù rời đi, nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn cảnh giác, lấy thực lực hắn hiện tại, Lôi Gia ở trước mặt hắn chính là một con quái vật. Nếu như Lôi Gia muốn giết hắn, có rất nhiều phương pháp. Căn bản không cần tự mình động thủ. Mà hiện tại, mặc dù cùng Lôi Gia còn chưa tới mức không chết không thôi, dù sao Tiêu Phàm ở trong mắt Lôi Gia chỉ là một con tiểu châu chấu mà thôi, trên căn bản không đáng quan tâm. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn khiến Lôi Gia mất mặt mũi, Lôi Gia cũng sẽ không tùy ý để tiểu châu chấu hắn nhảy nhót, dù là tiện tay bóp chết cũng sẽ không để mặc hắn trưởng thành. Bây giờ ta có thể ỷ vào chỉ có ta bản thân, muốn ứng phó Lôi Gia. Bằng thực lực ta còn thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng trầm ngâm. Não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ lóe qua, hắn biết một khi rút tỏa hồn châm trong cơ thể Lôi Hạo ra, Lôi Gia nhất định sẽ lấy uy thế Lôi Đình giết hắn. Hắn hiện tại muốn làm chính là sống sót như thế nào? Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ đáp ứng rút tỏa hồn châm cũng không phải là tùy ý Lôi Gia ép bức, trong lòng hắn đã có đại khái ý nghĩ. Chủng ma chi thuật có tam trọng, nhất trọng hành thi tẩu nhục, ta bây giờ chỉ tu luyện tới nhất trọng, phàm là người bị ta khống chế đều sẽ đánh mất ý thức bản thân, nếu như dùng chủng ma chi thuật khống chế Lôi Hạo, nhất định sẽ bị người Lôi Gia phát hiện. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, nếu như ta có thể tu luyện tới nhị trọng nô dịch ý chí cảnh giới, Lôi Hạo cơ hồ tùy ý ta bài bố, tất cả hành động của hắn, ta cũng có thể biết rõ trước tiên. Lôi Gia nếu như xuất thủ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nghĩ vậy, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vẻ kiên định, việc cấp bách là đem chủng ma chi thuật tu luyện tới nhị trọng nô dịch ý chí. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy ra một viên thối hồn đan, một ngụm nuốt vào, liền tiến vào tu luyện. Đang lúc Tiêu Phàm nhập định, ngày thứ ba, Lôi Gia tỏ rõ trước Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm một khi chữa cho Lôi Hạo, Lôi Gia không còn đối địch với Tiêu Phàm. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, đoạn tử tuyệt tôn. Lời này vừa nói ra, cả tòa Vô Song Thánh Thành chấn động, khắp nơi đều đang nghị luận việc này. Tiêu Phàm là ai, lại đem Lôi Gia bước đến cấp độ như thế, khiến Lôi Gia phát ra thể độc dạng này, đây là sự tình Vô Song Thánh Thành chưa bao giờ có. Ta biết, hắn là một kẻ ngoại lai, hình như là người Nam vực Đại Ly Đế Triều, lúc đầu Lôi Hạo bị Tiêu Phàm đánh bại. Lấy thủ pháp quỷ dị phong ấn tu vi Lôi Hạo. Lôi Gia vì Lôi Hạo, không thể không thỏa hiệp. Vậy thì khó trách, Lôi Hạo là thiên tài Lôi Gia trăm năm khó gặp, vô cùng có khả năng đột phá chiến thánh cảnh, Lôi Gia vì Lôi Hạo, phát lời thề độc tính là gì? Bất quá Tiêu Phàm cũng thật đúng là lợi hại, hắn phong ấn, thậm chí ngay cả Lôi Gia cường giả chiến đế đều không phá nổi. Lôi Gia dù sao cũng là một trong bát đại thế gia,
làm sao có thể tiếp nhận dạng khuất nhục này. Tiêu Phàm cũng là tự tìm cái chết, một khi giải phong tu vi Lôi Hạo, đối mặt hắn chỉ có tử vong, không biết hắn sẽ chết như thế nào. Muốn chết cũng khó khăn, tuyệt đối là sống không bằng chết. Vô luận là Thượng Trọng Thiên hay là Hạ Trọng Thiên đều đang nghị luận Tiêu Phàm, trong mắt phần lớn người, Tiêu Phàm đã là một người chết, tử vong chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Thượng Trọng Thiên, Diệp gia phủ đệ, Diệp Thệ Thủy ngồi trong thư phòng, trong tay cầm một trang giấy, bên trên viết chính là nội dung Lôi gia tỏ rõ toàn thành. Tiêu Phàm, có thể đem Lôi gia bước đến dạng này. Lấy tính tình Lôi Cô Vân lại còn nhìn được, Diệp Thệ Thủy híp hai mắt. Trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Tiêu Phàm hắn vừa mới gặp qua, nếu như Tiêu Phàm là người bát đại thế gia, Diệp Thệ Thủy tự nhiên sẽ không ngăn cản hắn cùng với tiểu ma nữ. Dù sao, Diệp Thệ Thủy thưởng thức người trẻ tuổi cũng không nhiều, Tiêu Phàm chính là một kẻ trong đó, nhưng Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ thân phận chênh lệch, hắn không có khả năng để hai người bọn hắn ở cùng một chỗ. Xem ra Lô Chiến xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn là vì Tiêu Phàm mà đến. Diệp Thệ Thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng biết tại sao, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Hắn phát hiện, bản thân đối với Tiêu Phàm biết còn không đủ, nghĩ vậy, Diệp Thệ Thủy đột nhiên hướng ngoài cửa kêu lên, đem nhị thiếu gia tìm đến. Thân làm thế gia gia chủ, Diệp Thệ Thủy nhãn lực xem người rất chính xác, nhưng lần này hắn lại nhìn không thấu Tiêu Phàm. Lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó Diệp Lâm Trần một bộ áo bào trắng đi tới. Hắn vẫn mang theo nửa bên mặt nạ bạch sắc hình thoi. Phụ thân, Diệp Lâm Trần hơi hơi thi lễ, ngữ khí rất bình thản. Ngươi biết Tiêu Phàm chứ? Diệp Thệ Thủy trực tiếp hỏi. Có. Diệp Lâm Trần hờ hững, đáp một câu, tựa như hắn đối mặt cũng không phải là phụ thân, mà là một người xa lạ, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới Diệp Thệ Thủy đột nhiên sẽ quan tâm sự tình Tiêu Phàm. Diệp Lâm Trần không biết là Diệp Thệ Thủy đã gặp Tiêu Phàm. Diệp Thệ Thủy cau mày một cái, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Lâm Trần vì sao sẽ đối bản thân như thế, hết thảy đều là bởi vì tiểu ma nữ. Từ khi mẫu thân bọn hắn chết, Diệp Thệ Thủy cơ hồ không có quan tâm tới hai anh em bọn họ, Diệp Lâm Trần mặc dù mặt ngoài đối với hắn duy trì tôn kính, nhưng trong đáy lòng lại hận hắn. Cùng ta nói một chút sự tình liên quan tới Tiêu Phàm. Diệp Thệ Thủy nói ra, đối với Diệp Lâm Trần thái độ lơ đễnh. Được. Diệp Lâm Trần gật đầu, tổ chức ngôn ngữ, nói Tiêu Phàm, người Đại Ly Đế Triều, thời gian không đến 2 năm đột phá chiến đế cảnh sơ kỳ. Diệp Thệ Thủy còn muốn tiếp tục nghe, nhưng lại phát hiện, Diệp Lâm Trần đột nhiên dừng lại, hắn vốn chính là một người trầm mặc ít nói. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, có mấy lời không thể nói, tỉ như Tiêu Phàm đến từ Đại Yến Vương Triều. Nói thí dụ như Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ có quan hệ. Mặc dù trong đáy lòng Diệp Lâm Trần còn có chút mâu thuẫn với Tiêu Phàm, nhưng trong ý thức đã thừa nhận Tiêu Phàm có tư cách cùng với tiểu ma nữ. Chí ít, tiểu ma nữ cùng Tiêu Phàm là tình đầu ý hợp, nếu như Tiêu Phàm có thực lực bảo hộ tiểu ma nữ, hai người ở cùng một chỗ thì như thế nào? Ngươi đi xuống đi. Diệp Thệ Thủy thật sâu nhìn Diệp Lâm Trần một cái, cuối cùng đành phải khoát khoát tay, nếu đổi lại một người khác. Hắn đoán chừng trực tiếp một bàn tay vung lên. Hài nhi cáo lui. Diệp Lâm Trần quay người rời đi, không có bất kỳ lưu luyến gì, tựa như một khắc cũng không muốn cùng Diệp Thệ Thủy ở chung. Diệp Thệ Thủy cau mày, hít sâu một cái nói, Tiêu Phàm thật đúng là không đơn giản, chẳng lẽ hắn thực biết phương pháp thức tỉnh hồn tộc huyết mạch. Một tòa phủ đệ rộng lớn khác, trong sân một chỗ chim hót hoa nở, một thanh niên áo trắng trong tay cũng nắm lấy một tấm bố cáo. Trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Thanh niên áo trắng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều bộc lộ ra một loại khí chất cao quý, con người sắc bén lộ ra một loại yêu tà cùng tự tin. Ha ha, ta biết ngươi sẽ đến. Thanh niên áo trắng kìm lòng không được cười lên, không hổ là lão tam, đi đến nơi nào đều sẽ oanh động như thế. Đột nhiên, bên trong ánh mắt hắn lóe qua một vẻ ác liệt, nói, Chiến Thiên Long, Sở Nhãn Nam, Công Tôn Dạ. Còn có Lăng Thiên, Vô Song Thánh Thành không còn nghe được danh tự các ngươi. Tiêu Phàm trong phòng, một cỗ hồn lực cực kỳ huyền diệu ba động từ trên người Tiêu Phàm tản ra, tại ngoại thân hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh lục. Hô, đột nhiên, trong miệng Tiêu Phàm thốt ra một vòng chọc khí, hắn bỗng nhiên mở hai mắt,
bên trong đôi mắt hiện lên một đạo lục sắc quang mang, nhìn qua cực kỳ tà mị. Chủng ma chi thuật nhị trọng, khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười. Thôn phệ thối hồn đan, hồn lực cùng ý chí Tiêu Phàm đều tăng lên không nhỏ, tu la ý chí càng ổn định tại cảnh giới nhị trọng, hắn tùy thời có thể đột phá chiến đế trung kỳ. Bất quá, hắn lĩnh ngộ bất hủ ý chí vẫn không có đụng chạm đến ngưỡng cửa nhị trọng, trong thời gian ngắn hắn cũng không gấp muốn đột phá. Hồn lực đi qua vô tận chiến quyết, u linh chiến hồn cùng phệ hồn huyết tầm rèn luyện, độ tinh thuần hồn lực so sánh với chiến đế trung kỳ chắc chắn đã mạnh hơn. Mặc dù chỉ là chiến đế sơ kỳ, nhưng thực lực tuyệt đối so với bất luận chiến đế trung kỳ đều không kém hơn. Oanh long long, đột nhiên, một trận nổ vang đáng sợ từ nơi không xa truyền đến, vị trí gian phòng Tiêu Phàm đều mãnh liệt rung động một cái, cả không khí đều bắt đầu cuồng bạo. Tiêu Phàm vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tình cảnh nơi xa, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lão nhị rốt cục đột phá. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, phương hướng hồn lực ba động truyền đến chính là vị trí gian phòng bàn tử. Nơi đó kim quang bốn phía, uy thế ngập trời, lôi điện xen lẫn, cuồng bạo tới cực điểm, bốn phía cuồn cuộn thiên địa linh khí chen chúc mà vào, không sai biệt lắm tầm 10 tức thời gian, khí tức chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn không cách nào tưởng tượng, bàn tử thức tỉnh chiến tộc huyết mạch đột phá chiến đế cảnh sẽ đạt tới cấp độ như thế nào. Bỏ đi năng lực lĩnh ngộ công pháp và chiến kỹ, dù là Tiêu Phàm hắn cũng không nhất định cho rằng mình là đối thủ bàn tử. Oanh, 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 thời khắc Tiêu Phàm kinh ngạc, liên tục ba tiếng nổ vang đồng thời vang lên, theo thứ tự là vị trí gian phòng quan tiểu thất, sở khinh cuồng cùng lâu ngạo thiên. Vị trí gian phòng quan tiểu thất kim sắc hỏa diễm đốt cháy, giống như một vầng mặt trời chói lóa, quang mang cực kỳ chói mắt, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Vị trí sở khinh cuồng lại là màu vàng kim nhạt, kiếm khí răng đầy, dường như từng đầu tiểu long du đáng, sóng nước lấp loáng nhưng lại cực kỳ sắc bén. Tiêu Phàm biết rõ hai loại dị tượng là bởi vì quan tiểu thất cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung cùng sở khinh cuồng bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm phát ra. Lâu ngạo thiên lại là chiến hồn gì? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến, ngẩng đầu hướng về vị trí gian phòng lâu ngạo thiên nhìn lại. Cho tới nay... Mặc dù hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên bất phàm, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâu Ngạo Thiên thi triển qua chiến hồn, không, nói cho đúng, Lâu Ngạo Thiên thi triển qua một lần, chỉ là hắn không thấy rõ ràng mà thôi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có thể đại khái đoán được một chút, Lâu Ngạo Thiên sở trường cực kỳ về trường kiếm, nghĩ đến hẳn là chiến hồn loại kiếm. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm trông qua cũng không nhìn thấy bất luận kiếm ảnh gì, chỉ có một cỗ chi uy hoảng sợ chấn động tứ phương. Đám người cảm giác thật giống như bị một tòa cự nhạc chấn áp. Lâu Ngạo Thiên làm sao không có chiến hồn? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, cho dù là hắn đột phá chiến đế cảnh, u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều hiển lộ ra. Lâu Ngạo Thiên đột phá chiến đế cảnh, dựa theo lẽ thường mà nói, chiến hồn nhất định sẽ hiển lộ đi ra mới đúng. Dù sao, bàn tử, quan tiểu thất cùng sở khinh cuồng vừa mới đột phá đều có chiến hồn hiển lộ dị tượng. Chỉ riêng Lâu Ngạo Thiên không có, điều này khiến Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc. Có lẽ, ta biết hắn là chiến hồn gì. Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh dị vang lên, chẳng biết lúc nào, Vân Khê đi đến bên người Tiêu Phàm nói ra. Chiến hồn gì, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, cũng không phải hắn tìm hiểu bí mật Lâu Ngạo Thiên, dù sao biết được chiến hồn cũng không phải sự tình kỳ lạ. Vân Khê thần sắc thập phần ngưng trọng, sau đó lại lắc đầu. Nói, có lẽ ta nhìn lầm, người nắm giữ chiến hồn này nên sớm đã diệt tộc mới đúng, cho dù nắm giữ chiến hồn dạng này cũng không có khả năng chân chính thức tỉnh. Tiêu Phàm càng nghe càng hồ đồ, cái gì chiến hồn không thể thức tỉnh, không phải đều là thông qua chiến hồn điện thức tỉnh sao? Chờ chút. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một sợi tinh quang, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ trong lòng, lần trước sơ tuyển tiến vào bên trong không gian chiến hồn điện kia. Những hồn văn đó không phải là dùng chiến hồn để thức tỉnh sao? Không cách nào thức tỉnh chiến hồn, nói cách khác, hồn văn bên trong chiến hồn điện không để cho Lâu Ngạo Thiên thức tỉnh chiến hồn. Thế nhưng nếu không cách nào thức tỉnh, Lâu Ngạo Thiên tại sao lại nắm giữ chiến hồn? Bất quá loại khí thức cùng dị tượng này trong một bản cổ tịch nhìn đến lại thập phần phù hợp. Vân Khê cau mày, hắn có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên nói ra. Rốt cuộc là chiến hồn gì? Tiêu Phàm hỏi,
nói một cái danh tự chiến hồn liền để Vân Khê trịnh trọng như vậy, có thể thấy chiến hồn này bất phàm. Lâu Lan cổ địa, Thái A cổ kiếm. Vân Khê khẽ cắn môi, vẫn là nói ra, bất quá lại truyền âm cho Tiêu Phàm, sợ bị người khác nghe được. Thái A cổ kiếm, Tiêu Phàm cau mày một cái, chiến hồn này hắn còn thật không có nghe nói qua. Lập tức bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm một phen, cũng không tra được bất luận tin tức gì cùng Thái A cổ kiếm cùng Lâu Lan cổ địa có liên quan. Phải biết, tu la truyền thừa vạn năm, trong đó bao hàm toàn diện, có rất ít đồ vật không có ghi chép trong đó. Không đúng, còn có một cái khả năng không cách nào điều tra tin tức Lâu Lan cổ địa cùng Thái A cổ kiếm, chính là ta hiện tại còn không có tư cách biết rõ, chỉ có tiếp tục đột phá mới có thể giải phong tin tức tu la truyền thừa. Tiêu Phàm chấn kinh. Như vậy quả thật là thần bí, lai lịch Lâu Ngạo Thiên cũng có chút thần bí, chiến đế cảnh đều không có tư cách biết được. Không sai, chính là Thái A cổ kiếm, hắn sở dĩ không có dị tượng là bởi vì nó căn bản không phải chiến hồn, mà là một thanh kiếm chân chính. Vân Khê truyền âm nói, thần sắc cực kỳ nặng nề. Ban đầu ở cổ tịch nhìn đến những tin tức này, Vân Khê hoàn toàn không tin. Một chuôi kiếm chân chính làm sao có thể trở thành chiến hồn. Dù hôm nay nhìn thấy, Vân Khê cũng có chút không tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt, chiến hồn Lâu Ngạo Thiên rất có thể chính là Thái A cổ kiếm trong truyền thuyết. Kiếm chân chính, Tiêu Phàm cũng bị chấn kinh, một thanh kiếm chân chính cũng có thể trở thành chiến hồn. Rất nhiều tu sĩ nắm giữ chiến hồn loại kiếm, không phải cũng có kiếm chân chính tồn tại sao? Đồng dạng, chiến hồn hồn thú cũng có hồn thú chân chính tồn tại. Vì cái gì kiếm chân chính không thể trở thành chiến hồn đây? Vân Khê tiếp tục nói. Trước đó hắn cũng không tin có loại sự tình này tồn tại, nhưng hiện tại, cảm nhận được Thái A cổ kiếm phát ra khí tức, Vân Khê triệt để tin. Nuốt nước miếng, Vân Khê lại bổ sung một câu, hơn nữa, cùng chiến hồn đối ứng tiệt hồn kiếm, hiện tại ngay trong tay chiến hồn điện. Vân Khê thật đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên sóng lớn sóng biển, thật chẳng lẽ như ta phỏng đoán, mỗi người cũng có chiến hồn, chỉ là cần hồn văn đặc biệt mới có thể thức tỉnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, nếu như suy đoán này là thật, lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến toàn bộ chiến hồn đại lục rung động. Vân Khê, sự tình này ngươi và ta đặt ở trong lòng, nhất định không thể nói ra ngoài. Tiêu Phàm hít sâu một cái truyền âm nói, việc này liên lụy quá lớn. Càng ít người biết càng tốt. Về phần Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng cho hắn, hắn dám ở chỗ này đột phá, tự nhiên có thứ hắn ỷ vào, người bình thường khẳng định nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Vâng, công tử. Vân Khê gật gật đầu, hắn cũng biết rõ việc này liên lụy quá lớn, càng ít người biết rõ càng tốt. Đúng rồi, Lâu Lan cổ địa là cái gì? Tiêu Phàm lại hỏi, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị dẫn ra. Gạch nối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.